chân tật đó, và mình có thể có cái công cụ để mình tạo lập phương tiện để mình tích tạo công đức cho mình. Dạ, đơn giản hơn chứ trước không biết không biết nên Đồng là ý tri thức này giúp cho mình biết và có thể tạo được công đức nếu mình muốn, mình mong muốn. trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm. Mình đi chia sẻ về nội tâm như thế này nè, thì mình vừa tích được công đức mà vừa tích được phước đức luôn á kiệt. Tại vì trong tri thức của mình ở đây là vừa tích được công đức vừa tích được phước đức, nên mình làm được cả hai. Nên từ đó đời sống về tinh thần cũng như đời sống về vật chất của mình ngày càng tốt hơn. Dạ. Kịp hiểu ý không? Em hiểu ý ạ. Dạ, bởi vì nếu mà nói về công đức thì chỉ có em cảm nhận của em thôi, là có kiến thức của tri thức của cấu trúc con người và tri thức của trí tuệ mà mình chưa được học ạ. Thì hai tri thức đó thì thông thường sẽ là tích tạo được công đức ạ. Còn những tri thức khác là mình sẽ tích tạo được phước đức. Được phước đức Dạ. nên mình vừa đời sống về vật chất vừa đời sống về tinh thần càng ngày càng tốt hơn, nên mình hướng đến bảy sự giàu toàn diện á. Kiệt có mong muốn học mentor không, lớp Dạ, mentor em có 6 để mong trở muốn thành học chuyên mentor gia 6 tư á. vấn huấn luyện nội tâm, để trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm, để từ đó mình có công cụ phương tiện á kìa, công cụ phương tiện để mình tạo lập giá trị. Dạ. Em chưa có link đăng ký mentor 6 nên là khi nào có em đăng ký. Dạ hiện tại chưa, tại vì mentor năm của mình đang học, khi nào mà kết thúc mentor năm thì chắc lúc đó có link đăng ký cho mình đăng ký. Những khóa học thấu hiểu nội tâm nè, bây giờ mình đồng hành mình học học tập để mình khi mình có sự chuyển hóa rồi thì học thêm để hiểu hơn, rồi khi vô mentor để thấu suốt hơn để từ đó mình đi chuyển giao lại, rồi tập luyện thay gân đổi cốt để từ đó mình có cái nền tảng về thể chất sức khỏe Dạ. để mình xây dựng cái nền tảng thể chất của mình trước hơn người ta. Cái khi mình vô mình học mentor 6 cái mình ngon lành luôn. Rồi các lớp về thấu hiểu sức khỏe, kiến tạo an vui của thầy Vũ. Mình vào mình học để có kiến thức về sức khỏe. Tại vì Kiệt còn nhớ đó là cái đồ hình ngôi nhà của mình không? Dạ có Nội ạ. tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính nó đều có liên quan với nhau hết. Vậy thì khi mình chia sẻ về nội tâm, mình cũng thấu suốt về sức khỏe đấy. Để mình có hiện thực về sức khỏe mình nói với ta, để mình dẫn dắt về nội tâm, rồi mình có được về kiến thức về tài chính nữa, kiến thức về mối quan hệ nữa, thì mình thấu suốt bốn cái đó. Nên trong giai đoạn này Kiệt học thêm thấu hiểu sức khỏe, thấu hiểu tài chính để mình có thêm kiến thức. Dạ. Nếu mà muốn trở thành mentor Dạ, biết ơn thầy Phương ạ. Dạ. mình có công cụ để tạo lập giá trị cho đi tích tạo công đức phước đức nha. Dạ. Kiệt có muốn chia sẻ gì nữa không, bài học tâm đắc nội ra nữa không? Dạ em chia sẻ tới đó. Dạ Biết ơn thầy Phương, biết ơn cả nhà. Dạ. biết ơn Kiệt, thấy Kiệt chia sẻ hay nè Kiệt, hay đó là Kiệt có khoảng nghỉ trong quá trình nói chuyện á, khoảng nghỉ trong nói chuyện thì như vậy mình sẽ nói được bền, tức đây được gọi là sức bền trong thể chất á. Trong thể chất nó có tiêu chí đó là sức mạnh, sức bền, dẻo dai, thăng bằng và tốc độ. Vì thì một người muốn có sức bền để làm cái gì đó nó bền, làm hoài liên tục mà vẫn khỏe, thì khi mình nói chuyện cũng vậy, cũng là mình đang làm. Vậy thì tìm được cái khoảng nghỉ trong vận động á Kiệt, thì nãy giờ thấy Kiệt nói chuyện á,
cũng có khoảng nghỉ trong vận động. Thì cái khoảng nghỉ đó đó để mình hồi quy lại, phục hồi lại năng lượng. Ví dụ như bài xoay hông giữa trục, thượng lại cho mình. Từ đó mình có sức bền, tìm được khoảng nghỉ. Dạ, nghỉ ngơi nhiều hơn là vận động luôn thầy. Và nghỉ Dạ. ngơi nhiều nên mình có nhiều sức khỏe. Nghỉ ngơi nhiều. Nên khi mình có được nhận thức đó là tìm được khoảng nghỉ trong vận động, các anh chị sẽ làm được bền lắm, sức bền tốt. Dạ, biết ơn thầy Phương là chị Điện theo. Biết ơn Kiệt ha, Dạ, biết ơn cả nhà, em xin tắt mic ạ. Kiệt cười nhìn đẹp trai quá. À. Dạ, Phương xin chào các anh chị mới vào. Xin chào anh Nguyễn Đức Lương. Hello anh Lương, thuận lợi giao lưu không anh Lương? Phương mời anh giao lưu ha, chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra. Rồi, để Phương mở mic cho anh. Dạ. Dạ, rất là biết ơn thầy Phương đã chữa đựng em, biết Dạ. ơn cả nhà. Tôi cũng rất là vui hôm nay gặp lại thầy Phương ở Thấu Hiểu Nội Tâm K28 cũng như là cả nhà. Thì thực Dạ. sự khi khóa qua khóa 27 rồi xong đến khóa 28 thì thực sự là cái điều mà bài học anh nhận được là cũng như là luôn luôn có được những cái bối cảnh học học tập rất là tuyệt vời, và cảm giác như là mỗi cái khóa học của mình là mỗi cái tri thức nó giống như, mặc dù là mình biết rằng là nó như vậy nhưng mà cảm giác là nó mình luôn luôn mới. Luôn luôn mới. Và cũng xin được cùng cùng chia sẻ với thầy với cả nhà, thì thực sự là từ offline cho đến online cho đến ngày hôm nay thì thực sự là em cũng đã, nói chung bài học mà bài học tâm đắc ngộ ra thì nó rất là nhiều, và cái hiện thực của em cũng đã, có nghĩa là mình từ hiện thực về cuộc sống rồi về công việc rồi về gia đình, mình cũng có nghĩa là nó sẽ chuyển hóa rất là nhiều á thầy. Ví dụ như trước đây á, có những cái, tại vì em cũng chia sẻ với cả nhà là trước khi mà em tham gia cái khóa, từ khi mà trước khi mà biết đến quýt á, thì thực sự mình cái tính nam ở trong mình nó rất là lớn đó, và nên á là thường có những cái có nghĩa là mình hay nóng tính và hay những cái mà bất như ý á, mình cảm giác lúc nào mình con nó rất là khó chịu đó, kể cả với gia đình cũng như là với trong công việc cũng như vậy. Nhưng mà từ khi em bước chân vào quýt và được học tập thì em cảm giác gần như là mình cảm giác cuộc sống nó rất là nhẹ nhàng luôn. Và cái hiện thực là ví dụ như ngày xưa ví dụ như với vợ đi, là ví dụ có những cái điều gì đó mà thường hay, có nghĩa là hay hay mình hay dùng cái từ gọi là khắc khẩu á thầy, cả nhà đó hay gặp khắc khẩu á, và mấy ông kể cả ba mẹ em cũng hay nói thôi đừng có nói với nó nữa, hai đứa bay khắc khẩu á, đừng có cãi nhau nữa. Như đó, như là có nghĩa là ví dụ như có một cái quan điểm gì đó thì gần như hai vợ chồng luôn luôn là trái chiều, và trái chiều thì những cái nhiều khi cái cảm giác mà cãi gần như là cãi đó, nhưng mà từ Không có đồng ngôn với nhau. dạ đúng rồi không có đồng ngôn đó, nên nhưng mà được cái là từ lúc mà em tham gia quýt về thì nhiều khi mình nghe thì có vẻ nhiều khi cái điện từ của mình nó vẫn còn, nhưng mà mình biết thôi mình biết dừng lại đúng lúc, và mình có cảm giác mình đưa bắt đầu đưa ánh sáng vào, có nghĩa
là cho cái nội tâm của mình lắng lại. Dạ, giống như hôm qua thầy học là có cái bài học mà tâm đắc ngộ đa, thì hôm qua thầy cái đến cái mà mình cái thông điệp mình nhận được á thầy, thì nhiều khi mình sử dụng mình biết mình sử dụng cái lớp tánh á và lớp tình để mình phân biệt đối xử, nên là thành ra là mình biết mình còn bị vướng mắc, và khi mà mình thấy mình còn bị vướng mắc, cái khi mà cảm giác cái điện từ mà nó còn dao động xuống hơi âm cái là mình biết rồi, nên là dừng lại. Nên là gần như là từ cái ngày mà em bước chân vô quýt về thì gần như kể cả với con cái cũng vậy, hay là kể với, gần như là mình luôn luôn mình cảm thấy cái nội tâm của mình lúc nào nó cũng 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 an vui. Hèn gì bữa nay nhìn anh đẹp trai quá trời. Dạ thầy, thầy cũng ngày càng đẹp trai, hôm qua em đã khen thầy rồi, thầy Phương rất là đẹp trai luôn. Dạ Đi chơi nha. dạ biết ơn thầy, dạ biết Đang ơn nhìn đẹp cả trai quá. nhà. Hôm nào còn chở bà xã qua Tâm Mỹ Dung để chăm sóc nữa anh ha. Chăm sóc sức, chăm sóc da. Biết ơn ngành lương. Dạ, em xin nhường mic lại cho cả nhà. Dạ, biết ơn cả nhà đã chịu đựng. Dạ, biết ơn thầy. Dạ, đi càng nhanh. Vũ Đức Anh nói là con tìm được quản nghỉ khi bơi, đặc ý tìm quản nghỉ xoay hông giữa trục và các môn vận động ạ. Vũ Đức Anh có đây không Vũ Đức Anh? Tức là Vũ Đức Anh đã tìm được cái quản nghỉ khi vận động hả? Vũ Đức Anh chia sẻ hiện thực đi. Dạ thầy, em nói thì thầy có nghe được không Dạ nghe rõ. thầy? Mà có bị vang không thầy? Thầy có bị vang không thầy? Dạ không ạ. Em biết ơn thầy, biết ơn họ tên em. Và em sinh năm 2004, năm nay là 20 tuổi. Hiện tại cũng đang học ở trên môi trường đại học. Thì đợt đó con có một em có một quán nghỉ á, lúc mà khi đi bơi á, lúc em có đăng ký một cái môn ở trên trường á, thì vô tình đăng ký môn bơi. Sau đó là thầy em cứ bơi, em không biết bơi ếch là bơi như thế nào hết, chưa biết bơi như nào. Nhưng mà đợt đó là nghe các thầy cô quýt là nói bơi á, nói về thể chất hay vận động gì á, thì lúc mà trong cái lúc mà bơi thì em bơi thì em không biết bơi, nhưng mà thầy cũng có nói là lúc mà bơi á thì hớp lên rồi ngụp xuống, cứ xuống thì thở ra, mà dậy thì hít vô, thì cứ hít vô như thế. Thì con cứ hít vô xong rồi được một lần, lần đó là bơi được có một vòng, lần đó bơi được có một vòng rồi, xong rồi một vòng hồ, xong rồi con mới đi. Ngày hôm sau là con mới thử nghiệm ở bên cái gần nhà con, là có một cái hồ Võ Trịnh Toản, thì cái hồ bơi á, thì lúc đó con mới bơi thử, lúc đó là con đang hơi chết chết một tí, thì con mới nghĩ là đi đi bơi rồi cho nó thư thả thôi, chứ không có bơi vì cái gì hết đó. Thì tự nhiên là lúc đó là con không biết nên chia sẻ sao nữa. Tức là lúc đó bơi tốt luôn hay sao? Bơi cảm thấy nhẹ nhàng hơn hay là sao? Nhẹ lắm. Tức là tìm được khoảng nghỉ chưa? Tìm được khoảng nghỉ khi bơi chưa? Tìm được quán gì khi bơi được. Vậy thì cái cảm giác mà khi mà mình tìm được khoảng nghỉ khi bơi á, mình có thấy bơi nhẹ nhàng hơn không? Lâu hơn không? Dạ lâu lắm. Bơi bền lâu hơn so với trước khi mình chưa tìm được khoảng nghỉ. Thì lúc đó là mình nghỉ ngơi được trong vận động. Nếu mà thầy ơi, con tìm được quán nghỉ khi bơi á, nhưng mà có cần phải cho nó đúng động tác hay như nào nữa thì nó sẽ ngon Thì hơn. bây giờ trước mắt á là mình biết bơi, thì bây giờ chuẩn là các động tác, chuẩn là động tác bơi ếch, bơi sải, bơi bướm rồi nè. Nếu như mình muốn bơi đẹp thì nên cần người hỗ trợ dạy bơi cho mình đó, để người ta chuẩn đến động tác. Thì trên lớp học online á, có thầy Thắng cô Lộc hướng dẫn dạy bơi á,
Cứ đăng ký vào đó để học, để thầy Thắng cô Lộc hỗ trợ cho kỹ thuật bơi nha. Đức Anh là ở đâu? Dạ con ở quận 12 Quận 12 hả? Khi nào mà thầy Thắng cô Lộc có hỗ trợ cho cộng đồng mà về offline á, dạy bơi offline á, thì để ý là đăng ký để đi đi học để nhận hiện thực bơi ếch bơi sải. Sao vậy, sao thấy hồi hộp quá vậy? tuổi trẻ thích thử thách rồi. Con Tuổi học ít được 2 năm rồi mà vẫn còn trẻ. không biết sao, đến hôm có hôm thì nói chuyện nó ok lắm, nhưng mà có hôm thì đang trong quá trình Cứ lên thoải mái nói chuyện thôi, mình giao lưu chia sẻ mà. Dạ, biết ơn Đức Anh ha. thầy theo kinh Dạ, con chào chị Kili. Dạ, Phương xin mời anh chị kế tiếp đi. Anh chị nào mong muốn mình chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra nè, anh chị đang hand lên để Phương mời ha. Anh chị chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra ngày hôm qua cũng như các buổi hôm trước mà mình đã được học tập. Kích hoạt não. Thuận duyên thì mình tích tạo được phước đức công đức. Tại vì thông qua sự chia sẻ của mình đó, thì các anh chị học viên ở đây có thể nhận được bài học tâm đắc ngộ ra từ chia sẻ của các anh chị. Nên từ đó thuận duyên thì các anh chị có thể tích tạo được phước báo. Xin chào chị Lê Thị Phương, Minh chào Hương ha. Dạ, em mời chị ạ. À. dạ, em biết ơn thầy Phương Dạ. đã em được chia sẻ trên Zoom nhà mình ạ. Em xin chào tất cả các thành viên ở trong Zoom nhà mình vào buổi sáng buổi sớm này ạ. Vâng, trước đây Chị thì là em nước rất là ngoài hả? Chị là nước ngoài hả? em ở Vũng Tàu thầy Tại nghe nói buổi sớm nên anh tưởng là chị đang ở nước ngoài. thưa thầy là cái Zoom 6 trước 7 giờ á thầy. À dạ. Thì em nói là cái buổi này là cái buổi mà em cảm thấy rất là hào hứng để vào chia sẻ với mọi người á, tại vì Dạ mới còn ít dạ. người cho nên là có thể nói chuyện thoải mái được á. Dạ. Em xin giới thiệu cả nhà, em là Lê Thị Minh Hương, em hiện nay sinh sống ở Vũng Tàu, em năm nay 20 tuổi quýt. Dạ. Xin chào An Vui Thương, xin chào những khuôn mặt quen thuộc của nhà mình. Hiện nay em là mentor năm thầy. Xin chào Mentor năm. Em xin chia sẻ là em biết đến Quýt từ tháng 8 năm 2023. Thì rất là biết ơn nhân mạch của em là anh Nguyễn Xuân Sơn. Thì ở ngoài đời anh ấy là một cái đàn anh và là bậc thầy của em. Chứ còn nếu như thực sự là nếu không phải là anh Nguyễn Xuân Sơn thì chắc hẳn là giờ này em không ở trong Quýt đâu thầy. Tại vì em nghĩ rằng em học đủ rồi, em biết đủ rồi á. Thế cho nên rằng hay là những cái gì mà kiểu như là nói để mà sống cho nó tốt gì gì đó là em cảm thấy mình không có cần nữa. Thứ hai là em cũng rất là tôn trọng cái nhân duyên mỗi người á. Mình bảo là thôi bây giờ thì thân ai người đó lo chứ mình đâu có giúp được ai đâu. Thế thì hồi đấy em cũng đã đi vào cái con đường mà cô tịch rồi á thầy. Cảm giác như mình đủ đầy rồi á. Xong thì nhân mạch của em mới đưa cho em mới nói rằng em ơi có cái này hay lắm em nghe đi. Thế xong rồi em mới bảo là giờ này em cũng muốn đóng lại, em không muốn thêm cái kiến thức gì nữa đấy. Nhưng mà thực ra em rất là nể anh ý. Tại vì với em thì anh là một người mà rất là đáng trân quý, giống như là một đàn anh nhá. Thế là em mới nghe. Em nghe thì khi em vào Zoom như này này, thực ra là em thấy nó không có phù hợp với em một tí nào hết luôn ý. Cái thứ nhất là em không có thích đông người. Thứ hai là em cứ thấy mọi người cứ giơ tay xong nói chuyện á, em thấy là không phù hợp tí nào. Thế nhưng mà em bảo là em nghĩ là không thể từ chối anh ấy được. Mà vì em mà từ chối phải có một lý do rất là chính đáng. Không thể nói là anh đưa mà em không thích được. Thì mình không thích phải có lý do. Thế là em nghe á, em vào đây em học để mà em tìm ra lý do một cách chính đáng để em nói với anh ấy rằng em không có hợp. Thế thì nghe buổi thứ nhất thì em thấy thực sự rất không hợp tí nào luôn ý. Và đặc biệt là Hoài Thương, yêu Hoài Thương lắm lắm luôn ý.
Hôm đấy zoom lên thì thầy nói chuyện với Hoài Thương, mà hôm đấy Hoài Thương em nói em không nghe thêm một từ nào hết. Sao em bảo chứ ủa sao mà cái zoom quá chừng đông người mà tại sao thầy lại có thể dụng tâm để cho một cô bé lên nói không ai hiểu gì cả, không ai nghe thấy cái gì, và thầy rất là kiên nhẫn để nghe. Hôm đấy thực sự là em cũng yêu Hoài Thương, em không nghe được một từ nào hết luôn á. Thế nhưng em cũng hơi tò mò một chút, em bảo tại sao mà mọi người có thể ngồi đây kiên nhẫn nghe một cô bé như thế này nói chuyện, thì em cũng tò mò. Thì em nghe đến buổi thứ nhất ý, thì em thấy được rằng thực sự nó không liên quan gì đến em cả, người ta chỉ thấy là ồ sống sao cho nó tốt thôi. Thế nhưng đến buổi thứ hai đó thì em mới thấy là có liên quan đến những người xung quanh của em. Thì em mới đưa cho một cô bé, em mới bảo là cháu ơi cháu nghe cái này đi hay lắm, thì cháu về cháu có thể ứng dụng được, mà nếu như cháu cảm thấy tốt ý, thì cháu có thể chia sẻ với bạn bè, nhưng mà nó hoàn toàn không liên quan đến em. Thế nhưng mà vì là em đưa cho bạn đi bài thứ hai rồi cho nên em bắt buộc phải nghe bài thứ ba, tại vì lý do là mình nói với bạn ấy là bài thứ hai hay, mà mình á thì phải phải học đến bài thứ ba, để ví dụ như bạn ấy có hỏi cái gì mình còn còn giải thích được. Thì đấy là lý do tại sao em nghe đến bài thứ ba. Cái bài thứ ba thì bắt đầu là khi đó thì thầy mới nói về công thức cội nguồn cuộc sống. Thì vào đấy em bảo thôi chết rồi, tại sao mà vấn đề là hình ảnh trong tâm trí của con gái mình trong mình á, nó là sâu thẳm, nó là như thế này, để bảo tại sao mà hai mẹ con cứ như mặt trăng mặt trời, hóa ra rằng ấy cái bề ngoài thì rất là tốt thầy, bề ngoài cực kỳ ổn luôn ý, nhưng mà cái hình ảnh trong tâm trí của mình á với con mình á là nó là một sự kỳ vọng và mong cầu. Em mới tìm ra thì em mới điện cho anh Sơn, em bảo anh em tìm ra được là một cái bài giải cho mối quan hệ của em với con gái rồi, chứ còn trước đây là em buông luôn á. Thế xong bắt đầu là anh bảo thôi em cứ kiên nhẫn nghe đi. Thì hóa ra là ý anh ấy nói về cái cấu trúc con người á. Sao em bảo anh yên tâm đi em sẽ nghe hết. Nhưng mà lúc bây giờ em cũng nghĩ rằng nó không liên quan đó thầy. Cho đến khi mà em nghe cấu trúc con người thì thực sự lý do là ngay lập tức nó hút em vào là vì em đã dành thời gian rất là lâu, mười mấy năm để em tìm hiểu về tôn giáo. Chỉ là em đọc kinh thánh, em đọc kinh thánh rất là sâu, nhưng mà khi vào cấu trúc con người em mới thấy rằng tất cả những cái gì mà mình mất bao nhiêu năm mình đi tìm kiếm nó nằm ở trên đúng một trang, một cái tờ giấy A4 thôi. Để vẽ một cái là em nhìn thấy cái tính chân thật và em nhìn thấy Phật tánh ở trong đấy, em bộ vào thế này thì mấy cái đứa trẻ lên ba nó cũng có thể biết được. Mà em chào bé Hạnh Trần em vô cùng ngưỡng mộ bé Hạnh Trần là sao, bé Hạnh Trần bằng tuổi mẹ em bây giờ, không có một ngày nào mà em nhìn lên Zoom mà không thấy bé ngồi rất là nghiêm túc để viết. Em thực sự là em rất là biết ơn cái cơ duyên mà em đến. Thế thì đấy là em đến quyết, và đến giờ này thì em đã là mentor năm xịn sò rồi thầy. Thứ hai nữa đang nói về cái việc mà vừa nãy bạn là bạn Đức Anh Vũ ấy, nói về vấn đề bơi á, thì em thì đã biết bơi rồi, xong rồi em đi offline. Em sinh năm 64, năm nay 20 tuổi. Nhưng mà em mới đi offline thì em bơi 6 km về nói không ai tin luôn, con cái trong nhà là không ai tin luôn, nhưng tại vì tất cả nhiều người chứng kiến mà, mọi người chứng kiến cho nên là không thể nói là em nói xạo được. Em đi rất là em đăng ký bơi 10 km thì mọi người bơi 10 km thì em rất là thảnh thơi em bơi 6 km thôi. Thứ hai là em nói với mọi người rằng bây giờ em có thể squat được 10.000 cái, và tháng 8 năm 2003 ấy, thì thưa thầy là lần đầu tiên em làm được 8 cái. Còn bây giờ thì mọi người đếm bao nhiêu là em đu bấy nhiêu. Còn bây giờ mỗi một ngày em chạy 2 km em xuống em bơi biển thì mọi người nói rằng không thể tưởng tượng được. Còn bây giờ mentor năm ấy là cứ 3 giờ sáng dậy thầy, 3 giờ sáng dậy một cái là mở Zoom ra và học thư pháp. Thế xong bắt đầu là 4 rưỡi thì thầy vào học, xong rồi đi tập. Trời ơi full ngày luôn, nhưng mà cảm thấy lúc nào cũng hưng phấn mà chỗ năng lượng nó rất là tuyệt vời ấy thầy. Thì em mới nói rằng ở cái tuổi như em chào bé Huyền Huyền Bình ạ. Rất là biết ơn những cái gương mặt coi như là các bé ở trên Zoom nhà mình. Thì em đến cái tuổi như em bây giờ ấy, thì chỉ mong là sao? Mong là bận rộn đến mức độ mà không có thời gian để mà quan tâm đến con, rồi ôi dồi qua con nó có hỏi mình không, rồi con nó có chào mình không, rồi con ấy thế nào thế kia, bây giờ mẹ bận quá rồi mà bà cũng bận quá rồi, cho nên rằng nghe là con cái nó không có cần phải lo lắng đến mình nữa, thì thực sự là rất là biết ơn. Còn ở trong mentor năm hay là trong cộng đồng bây giờ thì thầy đã chia sẻ rất là nhiều những cái sự mà nếu như không vào trong ngôi nhà quýt này chúng ta nói thực sự không thể ai tin được, không ai tin được. Vì em xin chia sẻ thêm về cái vụ bơi. Cô Master 3, cô Võ Thị Dung ở trong cộng đồng của em ấy mới đi Bình Dương bơi. Thì đến Bình Dương ấy là cô chưa biết bơi.
Nói chung là bắt đầu đến Bình Dương để mà đu cái 10 km ấy, tại vì cô master mà cô đu, nhưng mà cô không biết bơi. Đến ngày cuối cùng cô không biết bơi luôn. Thế nhưng mà đến lúc mà cuối cùng cô ấy vẫn chơi 6 km, 6 km Có là đúng. thầy. Hình dung master. Thế ở đây ở trong cộng đồng chúng ta mới thấy rằng những cái điều mà ngoài kia không tưởng thì ở trong này là có. Em xin quay lại với Hoài Thương, yêu Hoài Thương lắm luôn ý. Bây giờ Hoài Thương nói rằng ô em chào chị Minh Hương, em yêu chị Minh Hương. Hoài Thương đâu rồi, chào chị Minh Hương đi Hoài Thương. Hoài Yêu Hoài Thương Thương lắm. đâu? Hoài Thương bây giờ nói em nói mà nó câu nào nghe hết Em câu đó luôn. yêu Minh À yêu Hoài Thương. Hương. Đúng Em yêu Minh Hương. rồi, bây giờ nghe câu nào cũng được luôn. Yêu Em Hoài Thương lắm lắm, biết ơn Hoài Thương. Em xin phép thầy em được dừng ở đây, em chào cả nhà, chúc cả nhà học an vui ạ. Dạ, vâng, em biết ơn. Vũ Đức Anh khen chị nè, nay nhìn cô đẹp quá. À con Mà chị đẹp quá hai cả nhà. cái này là tâm mi dung điêu khắc thầy. Thầy em biết ơn thầy Chí Thành, thầy Chí Thành làm cho em một buổi như này mà gương Dạ mặt em khác hẳn luôn ạ. Dạ, biết ơn đẹp, quý biết da mặt ơn sáng hồng đẹp. thầy. Dạ vâng, biết ơn thầy minh sư của chúng ta rất là nhiều ạ. Em Dạ xin tất cả biết chào ơn thương chị an Hương. vui, chào cả nhà mình. Dạ. Thằng Phạm, Phạm Hằng. Tôi xin mời anh Lương anh giơ tay. Dạ tôi mở mic cho anh ha. Dạ em biết ơn thầy, dạ em Dạ biết ơn thầy, biết ơn cả nhà. Em xin quay lại một lần nữa vì cái em sau khi em nghe cái sự chia sẻ của chị Hương á, thì thực sự cái khóa này em cũng cảm giác là mình rất là cảm cái bối cảnh học tập cảm giác này rất là tuyệt vời luôn, toàn gương mặt thân quen không á thầy. Dạ và các anh chị đều có những cái hiện thực rất là tuyệt vời luôn. Nên là thật sự làm cảm giác em có cảm giác là mình cũng rất là may mắn khi mà mình được nhận được những cái hiện thực của các anh chị và cũng rất là trân trọng biết ơn các anh chị. Thì em cũng chia sẻ với bài học tâm đắc ngộ ra của em ngày hôm qua khi mà trong khi mà thầy cái bối cảnh mà thầy có hôm qua bé em xin lỗi em quên mất tên của bé, bé với thầy trong cái bối cảnh mà bé bị cận đó thầy. Đó, bé bị cận xong thầy bắt đầu thầy cái bối cảnh là thầy bỏ kính ra và xong bé bắt đầu nhìn nhìn thầy và nhìn để mà chứa đựng và dừng, có nghĩa là cái phương pháp để mà thực sự. Và sau đó cái bài học em bài tâm đắc ngộ ra đó là vì tại vì con trai em đầu cũng đang bị cận đó, và thật ra cái đó là em qua có được cái bài học mới là mình mắt mình có vấn đề là vì mình chưa chứa đựng được cái sự vật sự việc, dạ, cũng như là con người. Thì cái bắt đầu em mới ngộ ra vậy là em cũng bắt đầu em đặt hình đặt ý là mắt con trai em sẽ, thật ra là trước đây em cũng đã nói rồi, em nói mắt con không có vấn đề gì đâu, mắt con sẽ sáng đó, rồi từ từ con cứ tin ba đi, ba thấy mắt con không có vấn đề gì đâu, thì em cũng đã nói như thế. Nhưng mà hôm qua là qua cái bối cảnh của thầy với bé là em bắt đầu em mới mới ngộ ra đó, và em sẽ kiểu mà mình thấy được cái cách để mình làm cho con mình mắt nó bắt sáng lên rồi. Dạ và cũng được và cũng rất là may mắn hiện tại bé đầu của em á cũng đang học thấu hiểu nội tâm kít, đang cũng đang 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 học ở trên á, thì thật nó cũng cũng rất là cũng ngon á thầy. Dạ 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 và thêm qua cái bối cảnh mà ngày hôm qua thì em cũng thêm có một một cái nữa, thì thật sự là không phải là mắt mình có vấn đề vì mình không chứa đựng, mà thật sự nhiều khi mắt sáng nhưng mà mình không, em mới ngộ ra nhiều khi mình mắt sáng mà mình không có nhãn thí hoặc là mình không có sử dụng cái tâm an vui để mà mình chứa đựng mọi sự vật sự việc hiện tượng, thì nhiều khi mình cũng không chứa đựng được. Dạ đó nên là em gái nè, vậy thì mình cần cần phải có nhãn thí nữa dạ để mình chứa đựng được tốt hơn. Dạ chứ không thôi là đôi mắt này chỉ là dạ ấy đang cảnh thôi. dạ rồi bài học thứ hai nữa đó là hôm qua là bài học mà em được bài học mới đó là cái mình sử dụng tánh và sử dụng tình để mình nghe, mình nghe cái những cái mình nghe thôi, thì thường là mình sẽ bị rối loạn, có nghĩa là rối loạn điện từ. Nên là từ đó là bắt đầu em mới thấy vậy là em bắt đầu em ngộ ra
Vậy là từ trước giờ mình cũng hay sử dụng tánh và tình để mà, tại vì mình nghe xong bắt đầu phân biệt đối xử phải, à bắt đầu phân tích phân biệt rồi cảm xúc như này kia, à em biết, à bắt đầu có thêm một cái bài học mới nữa để mình ra nghe bằng, và từ vì sử dụng mà mình nghe bằng tâm và bằng tánh nên là cái tánh không, gần như em đang bị vướng, đang bị tiêu, đang bị vướng cái đó. Dạ, và mình bắt đầu hôm qua lại có thêm một cái bài học mới, và em sẽ có nghĩa là mình có thêm cái điều mà ngộ ra là mình sử dụng cái tâm để mình nghe. Dạ, nghe chỉ biết nghe thôi. Và Dạ dùng dạ tâm để đón dạ nhận. dạ dùng tâm để đón nhận. Dạ, rất là biết ơn, có nghĩa rất là biết ơn những cái bài học rất là quý giá của thầy, nó cũng như là những cái hiện thực mà của cả nhà đã, nói chung hiện thực em thấy từ bắt từ đầu khóa đến bây giờ mấy anh chị chia sẻ hiện thực xịn sò lắm. Dạ, và cũng mình cũng học được rất là nhiều. Dạ, biết ơn thầy, biết ơn cả nhà một lần nữa. Dạ, em xin phép. Dạ, biết ơn anh Lương. Chúc mừng anh ha. Chúc Dạ. mừng anh nhận được hiện thực ngày hôm qua để từ đó hỗ trợ cho con. Dạ. Dạ, em xin phép cả nhà em tắt mic ạ. Dạ, biết ơn anh. Dạ, Phương xin mời chị Võ Thị Dung ạ. Phương mở mic cho chị ha. Dạ, biết ơn thầy Phương, chào thầy Phương, chào cả nhà. Biết ơn thầy cho buổi chia sẻ. Em là cái người khi nãy chị Minh Hương mới bị nhắc tên. Hát tờ ba đó hả? Dạ, em nghe chị nhắc tên rồi em phải ngoi lên Dạ liền. Nó cũng là một cái cơ duyên á thầy, mà em cực kỳ tâm đắc với cái công thức cội nguồn á, là năm ngoái á em nghe mọi người đi thi Ironman á thầy, cái em yeah. ý là sang năm em thi Ironman, nhưng mà em đặt ý xong cái em buông luôn, em buông mãi cho tới năm nay, cái là hôm vừa rồi em đi offline của Master á, cái em gặp thầy Thắng, cái em nói chứ thầy ơi thầy, Dung muốn đi thi Ironman á mà Dung chưa có cái hình, bởi vì năm ngoái mất mentor tư là tốt nghiệp là squat chứ không có bơi, cho nên là Dung cũng chưa biết bơi luôn. Nhưng mà Dung gặp thầy Thắng cái Dung 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 quảng bá cái hình là Dung muốn đi thi Ironman. Cái thầy mới hỏi Dung là chị thi để làm gì á. Thì Dung cũng biết vậy thôi, rồi để đó cái Dung gặp cô Lộc, Dung cũng nói là cô Lộc ơi, tháng 5 Dung định thi Ironman đó cô. Cái Dung gặp ai Dung cũng nói cái câu đó hết. Cái cô Lộc mới tìm đội ráp cho Dung thành một đội. Là Dung muốn thi Ironman nhưng mà lại thi đồng đội. Nhưng mà trong ba môn á, bơi đạp chạy á, thì Dung chưa biết bơi và Dung chọn môn bơi là một để môn Dung thi. Và Dung gặp ai Dung cũng quảng bá Dung đi thi hết. Cái bây giờ con Lộc có ráp cho Dung thành một đội rồi, bây giờ ráp rồi, bây giờ làm sao mà chuyển tiền mua bít luôn rồi mà chưa biết bơi. Là có cái đợt mà đi offline của Bình Dương để đăng ký đi bơi á, thì bây giờ là điều kiện là phải bơi được 500 mét rồi mới đi, nhưng mà Dung có nói với cô Lộc là cô ơi cô, Dung là Dung chưa biết bơi thiệt, nhưng mà Dung có cái clip Dung 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 gửi lên, cô bảo là chị cứ gửi lên đi, chị cứ gửi clip lên, thì Dung gửi clip lên mà thật sự không có biết bơi cả nhà, mà đi xuống nó 5 ngày, nhưng mà Dung với một cái niềm tin đó là lần này đi là Dung biết bơi, bởi vì khi nhắc đến bơi Dung cực kỳ cân bằng hướng dương, và trước đó là Dung có học một cái lớp online rồi, là Dung biết rõ bơi là gồm những cái động tác gì, hình ảnh ra làm sao thì Dung có hết, mỗi tội là đi xuống nước là tay nó đi đằng tay, chân nó đi đằng chân, còn không là tay chân nó đi cùng nhau, cho nên là không tài nào mà bơi được. Thế là ngày thứ nhất, ngày thứ hai là không xuống nước, ngày thứ ba bắt đầu xuống nước, ngày thứ tư là chiều thứ tư đó là vẫn không thể nào mà ráp được, nhưng còn nhờ cả cái anh Linh đó, nhưng bảo cho anh làm sao mà anh chuẩn cho em để mà tay với chân em nó ráp vào được, chứ bây giờ tay với chân nó không có đi với nhau. Thế là sáng đó là sáng ngày thứ năm á, là cái ngày chốt hạ để mọi người bơi 10 km, thì bây giờ Dung cũng rất là an vui, Dung xuống thôi, thay vì người ta bơi một phát qua tới bờ bên kia thì Dung bơi ba bốn phát mới tới được bờ bên kia, nhưng mà đến vòng thứ ba thứ tư gì á cả nhà, tự động tay và chân nó ráp vào được với nhau. Và khi nó ráp lại bơi thì trước đó 1 2 ngày á là Dung có đi ôn tập cái hình là bơi thong dong, và Dung với một cái mong muốn sáng hôm đó là bơi chuẩn động tác và bơi thong dong, thì tự nhiên Dung bơi được cả nhà, Dung bơi được chuẩn động tác và bơi thong dong luôn, bơi rất là ngon và chuẩn động tác. Thế là bơi được á, thì cái cô mà ngồi cổ ghi vòng cho Dung á, cổ ngạc nhiên luôn, là chiều hôm trước đó là hai chị em còn bơi với nhau là Dung còn không biết bơi, mà bây giờ Dung lại bơi rất là ngon. Thì Dung bơi được 6 km thì Dung không bơi nữa. Dung bảo để Dung giữ cái hình đẹp nhất để Dung đi thi Ironman, chứ bây giờ không bơi 10 km nữa, để cái lúc cái cảm xúc đang còn ngon nhất là mình giữ lại, mình không bơi mình dừng lại. Thế là Dung dừng lại ở cái cảm xúc đó. Nhưng mà một cái điều nữa là khi mà Dung mới vừa ráp động tác được bơi á, thì mình lại chưa điều khiển được cái hướng á.
Thay vì người ta thầy Thắng bảo là nhớ là bơi đúng luật giao thông nha, bơi bên phải nha, mà Dung toàn cái bơi bên trái không à, Dung be qua bên trái bởi vì mình không điều khiển được, mình be qua bên trái. Cái là mọi người phải, lần đầu là Dung ngồi dậy, Dung nhường đường cho mọi người, bởi vì mình đi sai luật á thì mình nhường đường. Thế là Dung nhường đường, cái một hồi cái Dung nghe cái làng bên kia bảo là bây giờ mình có đụng ai chăng nữa mình cũng không nhường. Cái là Dung cũng nghe lời, bởi vì sắp tới mình bơi Ironman mà, mình bơi biển mà, sao mình ngồi Đúng dậy rồi, phải đó. biết né, phải biết lạng Thế lách là né. từ đó cái Dung đặt ý thầy, là từ xa mà Dung thấy là tự nhiên Dung đặt ý là mình né, là tự nhiên né được, hoặc là ngay cái lúc mà mình vừa giáp với người ta thì một cái là mình lướt, hai là người ta bơ, người ta đạp thì hai người sẽ không đụng nhau, thế là lúc đó là Dung né được. Và một nữa là thay vì là nó cứ ve qua bên trái thì bây giờ có thể điều hướng qua bên phải được, mặc dầu nó chưa chuẩn thôi nhưng mà mình vẫn điều hướng được. Có nghĩa là cái mục tiêu Dung đi cái chuyến đi Bình Dương là Dung đạt được, có nghĩa là mục tiêu là bơi 2 km, chuẩn động tác và tìm được điểm nghỉ trong bơi, thì Dung đã đạt được điều đó. À, và bây giờ chỉ có đọc làm sao mà tăng được cái tốc độ để sắp tới đi thi Ironman nữa là xong. Đó là hiện thực của Dung thôi đó cả nhà. Biết ơn cả nhà đã cho Dung cơ Hướng hội. tới tốc độ với lại cái định tiến khi bơi chứ không thôi để lạc đường bơi. Tại vì nữa khi đi thi Ironman mình bơi ngoài biển, vậy thì trong quá trình bơi để định tiến được cái điểm đến mình đi á, chứ không thôi để ngoài bơi cái lạc đi ra ngoài luôn á. Là quay vòng lại là nó mất thời gian, thì nữa thêm cái đó. Sắp tới đi đi Vũng Tàu để bơi biển thầy, nên là sẽ có mục tiêu Nữa để là chị được em mình điều đó. có thể đồng hành với nhau, tại vì mùa này Phương cũng đi thi Ironman, Phương đi thi cá nhân, chắc cũng sẽ đi tập huấn cùng với chị ở Vũng Tàu Dạ rồi, vậy là gặp thầy á. Phương Hẹn gặp nhận chị ở Đà Nẵng luôn ha, đồng hành gặp nhau ở Vạch Đích xinh tươi. Ok, gặp thầy ở Vạch Đích xinh tươi. Dũng đặt ý sang năm thi cá nhân đó thầy. Dạ chiến thôi, mùa này đồng đội mùa sau cá nhân. Biết ơn thầy. Dạ Chào thầy, cảm nhận. biết ơn chị Dung, hiện thực xịn sò quá ha cả nhà, trong tích tắc là biết bơi và bơi 6 cây số. Phương xin mời, mình còn 5 phút nữa là thầy sẽ lên lớp. Dạ thì các anh chị chuẩn bị nước cũng như thức ăn nhẹ để tí xíu nữa thầy lên lớp và các anh chị thuận lợi trong quá trình học tập nha các anh chị. Rồi bây giờ Phương xin mời Hoài Thương ha. Phương mở mic cho kênh nha Hoài Thương. Hello em.
Biết ơn Hoài Thương đã chia sẻ ôn lại bài ngày hôm qua. Bữa nay nhìn da mặt đẹp quá ha, đang nhìn đẹp gái quá, đôi mắt tươi mà cười tươi, da mặt đẹp. Chúc Hoài Thương. Biết ơn cưng chứa đựng anh. Dạ, biết ơn Hoài Thương. Dạ, Phương xin chào các anh chị mới vào. Chào thầy Phương, chào cả nhà. Dạ, con chào chú. Con chào thầy. Dạ, con chào thầy. Dạ, Phương con chào thầy. Chào con. Phương chào cả con chào nhà. cô. Chào thầy Phương Dạ. à. Chào thầy. Thầy Phương. Con chào cô. Dạ, cho Phương xin phép với cả nhà. Cho Phương xin phép, đó là còn hai cánh tay, đó là của Nguyễn Hương với lại anh Tài Nguyễn. Thì hiện giờ thì thời gian của mình là còn khoảng vài chục giây thôi, nên cũng không đủ thời lượng để giao lưu chia sẻ, nên tí xíu nữa thầy vào rồi chị Nguyễn Hương với anh Tài chia sẻ ha. Dạ, biết ơn chị, biết ơn anh. Cả nhà mình chuẩn bị nước uống cũng như giấy bút Dạ. để chuẩn bị cho học tập. Tí xíu nữa thầy lên hay cả nhà. Dạ. Xin chào chị Vân. Dạ. Phương rất là biết ơn sự hiện diện của cả nhà mình vào đầu giờ để cho Phương có cơ hội được lắng nghe cả nhà chia sẻ bài học tâm đắc ngộ ra, và Phương có cơ hội được giao lưu với các anh chị. Rất là biết ơn cả nhà. Dạ, em chào thầy Dạ, Phương thầy. Dạ, Phương đã thấy thầy lên lớp rồi đó cả nhà. Em Dạ, chào em mời thầy ạ. Phương ạ. Dạ, cả nhà mình bảo bắt đến chào thầy nha cả nhà. Dạ, chào thầy Dạ, Phương, chào cả chào nhà. Em chào Dạ, thầy chào Phương, em chào Hoàng. thầy, em chào cả nhà. Chào Em chào Phương, thầy, chào cả nhà. Chào thầy, chào thầy, chào cả nhà. Chào thầy, Chào thầy, chào chào thầy, chào cả nhà. Chào thầy, chào thầy, chào thầy, chào thầy, quay Dạ, em chào thầy, em chào cả nhà. Hello cả nhà. Hello, chào thầy. Chào Em chào thầy. Con chào thầy. Dạ, chào con. Em chào thầy, chào cả nhà. Em chào thầy, chào cả nhà. Em chưa đặc biết. Mình cơm cho mình gái con. Dạ. Bữa nay nữa là chúng ta buổi số mấy rồi cả nhà? Bữa nay nữa là buổi số 7 ha. Hôm qua chúng ta học về công đức, phước đức, ác đức. Bữa nay chúng ta sẽ học tiếp tục về cái gì ảnh hưởng tới phước đức, và đồng thời chúng ta hiểu tầm quan trọng và vai trò của công đức, phước đức đối với cuộc sống của chúng ta. Chắc mình nhận một vài cái chia sẻ của một số anh chị hơn cả nhà. Xin mời chị Nguyễn Hương ạ. Dạ, em chào thầy, em biết ơn thầy, biết ơn cả lớp. Em cũng không biết bắt đầu từ đâu. Thực ra thì em bài học tâm đắc ngộ thì em chưa có, nhưng mà em muốn
chia sẻ là cái duyên đến với Vít thật sự là em rất biết ơn. Trong cái lúc mà em đang loay hoay để đi tìm một cái điều mà gọi là em rất là mong muốn là đó là được đồng hành cùng với mẹ em trong được đồng hành cùng với mẹ em để đi được đúng chánh đạo trong Phật pháp Phật giáo. Thì khi bắt đầu là em co nên là đang loay hoay như thế thì được nhân mạch dẫn nhân mạch kết nối với quý. Thì lúc đầu thì em cũng chưa có nghe được nội tâm, và cái duyên đầu tiên mà em vào lớp đó là lớp thấu hiểu tài chính của cô Hoàng Anh, sau đó là lớp hành trình yêu thương của cô Diệu Hiền, và đến khóa 27 thì em mới trực tiếp được học với thầy. Nhưng mà được học với thầy nhưng mà hầu như là em cái thợ cái đúng đúng là cái đúng là lúc giờ mà em cho em bé ngủ, tại vì em cũng đang có con nhỏ. Thì là khi mà em cũng chỉ mở Zoom thôi và em đeo tai nghe và em nghe thì em cũng ngủ luôn. Có hôm nào mà chợt dậy thì lúc đấy là nghe được tiếng thầy hoặc là nghe được tiếng cô, thì là cũng là hết giờ. Em đặt ý là khóa 28 này thì em có thể là ngồi trước Zoom cùng với thầy học, được viết ra những cái gì mà thầy viết. Thì cũng hôm nay, hôm qua cũng vậy, em cũng cho con ngủ rồi em cũng ngủ luôn. Nhưng mà hôm nay được cái là bé ngủ sớm, bé ngủ từ 8 giờ kém rồi. Thì là bây giờ là bé đang ngủ nên là em ra em cũng chia sẻ với một thầy một phần như thế. Thì em cũng có đặt ý là mình sẽ được vào và học mentor K06 để có thể là hiểu sâu hơn, thấu hiểu sâu hơn về nhân sinh. Cũng có thể là thứ nhất là vì mình, và thứ hai là vì gia đình và vì xã hội, vì mọi người nữa. Nên là em có mong muốn như vậy, xin thầy giữ hình và để em đạt được ý nguyện của mình ạ. Em cảm ơn và biết ơn thầy ạ. Biết ơn chị. Dạ. Thầy cho em hỏi thêm là cái cuốn sách mà thầy nói là đang dịch ra tiếng Nhật đấy thì khi nào sẽ có? Khi nào có báo. Em cũng mong chờ để có thể đọc được tiếng Nhật, tại vì em cũng đang ở bên Nhật nên là hy vọng là sẽ Đọc đón tiếng nhận. Việt chưa? Đọc tiếng Việt chưa? Em chưa, đợt tới này em định đặt cả hai quyển là Hạnh Phúc Đủ Làm Chủ Cuộc Đời và một quyển nữa là của cô Hoàng Anh làm Thì đọc tiếng quyển gì? Việt đi chứ, chứ đợi tiếng Nhật làm gì? Vâng, em cũng muốn là đọc hai quyển tiếng Việt trước cho mình thấu hiểu ở cái ngôn ngữ nhân sinh về về tiếng Việt, mà em cũng muốn cho củng cố cho nó vững chãi, rồi là bắt đầu là mình bắt đầu muốn đọc sang tiếng Nhật sau. Nha. Dạ, em cảm ơn thầy, biết ơn thầy và biết Dịch ơn rồi nhưng mà chưa có chuẩn á, đang cho nhờ xem xét lại. Xin em mời em cảm ơn. Hoàng Nguyễn ạ. Biết ơn Dạ. chị. Dạ. Dạ. Em xin chào thầy. Biết ơn thầy đã cho em chia sẻ. Em xin chào cả nhà. Em có một cái nghi vấn mà tới ngày hôm nay sau khi hôm qua thầy 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 chứa đựng cái hình ảnh của bé để thầy hướng dẫn bé mà chứa đựng hình ảnh để bé thấy rõ hơn á. Thì nó giải luôn cái nghi vấn của em ngộ ra. Em có đặt một câu hỏi là tại sao trong quá trình hơn mười mấy năm của thầy thì thầy học rất là nhiều rồi, nỗ lực cũng nhiều lắm, em cũng ghi nhận, nhưng mà tại sao bây giờ mới phát triển dữ vậy? Tại sao đến thời điểm này nó mới phát triển dữ vậy? Và em nhìn vào mentor và những cái thời điểm đầu cũng học như này, cũng kiến thức này, nhưng mà họ chưa chuyển hóa. Bây giờ tới khóa 28 này sự chuyển hóa nó vượt bậc,
Và thầy có nhắc đi nhắc lại là cái khóa này dường như là cho mọi người thấu hiểu nhân duyên và quả. Qua học học thì em mới thấy là cái sự chứa đựng của học viên á, nó thật sự có cái sự dụng tâm chứa đựng. Thì có lẽ là trước đó là học viên chỉ ghi nhận thôi, bản thân em cũng chỉ ghi nhận thôi. Hơn 2 năm biết về tổ chức quýt, em chỉ ghi nhận, tới thời điểm này thì em mới bắt đầu chứa đựng, vì em có sự cảm động và em có sự chuyển hóa và hiện thực cuộc sống nó thay đổi. Và em thấy rõ ràng là cái điều đó là cái điều quan trọng hơn kiến thức. Trước đây em đi tìm kiến thức, đi đào sâu vào kiến thức và cứ tìm rất là nhiều kiến thức, nói rất nhiều nhưng mà hình như người ta chưa có chứa đựng em, mà thậm chí là chưa ghi nhận. Và bản thân mình cũng cảm thấy hụt hẫng như điều đó. Tới lúc thời điểm hiện tại thì mình thấy mình dụng tâm, mình làm được cái gì đó cho người thì cứ làm. Và em thấy ở đây có mỗi lần học có hơn 1.000 người. Và tổ chức quýt thì thường nói là vốn của con người là con người. À, thì cái vốn ở đây nó quá lớn rồi, cho nên nó sinh ra cái giá trị rất là lớn. Và hơn 10 năm đi học ung thư hết tới giờ ngộ ra, rồi mới thấm được cái câu thầy nói là cuộc đời ngắn dài không quan trọng, khi nào quan trọng khi nào ngộ ra. Và cái sự chứa đựng thầy dụng tâm cho mấy em trẻ, mấy em á, bé hôm qua rất là ngoan và rất là thấu suốt cái những cái nguyên lý mà tổ chức quyết là trao truyền lại, đầu hợp tác để mà thay đổi được cái hiện thực cho cả nhà luôn. Em thấy nó vi diệu và em cần phải lên chia sẻ, vì đó cũng là một cách để em chứa đựng được cái tổ chức nhiều hơn, và em cũng được mọi người chứa đựng một cách chân thành. À, em xin rất là biết ơn thầy, biết ơn tổ chức, biết ơn tất cả các thầy cô và tất cả các anh chị đang học tập COVID. À, em xin cảm ơn những lời chia sẻ. Thầy trọng biết ơn thầy và biết ơn tất cả anh chị đã lắng nghe. Biết ơn anh Tài. Xin mời chị Thu Hiền. Thu Hiền chào thầy Toàn và Thu Hiền chào cả lớp ạ. Em biết ơn thầy đã gọi đến tên em ạ. Em cảm ơn nhân mặt của em là em Lê Thu Trang đã cho em biết tới ngôi nhà rất thân thương. Hôm nay em xin chia sẻ về bài học tâm đắc ngộ ra của em. Về buổi hôm qua thì em có ghi nhớ về ba khối ác đức, phước đức và công đức. Thì tôi theo Thu Hiền được thầy giảng thì khối ác đức được tạo ra do khi mà mình gây ra cái niềm mà đau khổ cho người khác, chứ đựng trong vỏ bọc của tánh người. Khi khối ác đức khởi tạo thì đời sống của con người sẽ bất như ý. Khối phước đức được khởi tạo khi mà mình đem lại niềm vui cho con người, mang điện từ dương. Và khối công đức tương ứng với điện từ quang, điện từ cân bằng, được khởi tạo khi mà mình giúp cho người khác nâng tầm tạo tích tạo được tích tạo khi giúp cho mình giúp cho con người nâng tầm nhận thức nội tâm. Theo hệ quy chiếu của nhà Phật thì công đức là giúp khi mình giúp cho con người được giác ngộ giải thoát, nâng tầm nhận thức nội tâm, nâng tầm bậc trí tuệ, nâng tầm bậc trí tuệ bậc ba. Dạ vâng ạ. Thưa thầy, về cái khối ác đức đó thầy, có nghĩa là khi mà mình làm cho người khác đau khổ thì mình tạo cái điều không vui cho người khác, thì cái đó em hiểu rồi. Còn về cái phần là ví dụ như khi mà mình không có nói ra được điều mình mong muốn, hoặc là cái điều mà giận sân si mình chưa có bao dung cho người mà mình chứa được ở trong lòng mình đó thầy, thì mình làm cho chính bản thân mình đau khổ, thì em muốn thưa thầy là điều này có phải là nếu mà mình lâu dài thì nó có tạo nên một khối ác đức không ạ? Có nghĩa là mình gây đau khổ cho chính bản thân mình ạ. Thì nếu mà nói về tự ác đức thì nó khó, nhưng mà mình tích lũy điện từ âm thì có được. Dằn vặt bản thân á, nó tích điện từ âm. Hết.
mình chuyển thành đích tiện điện từ âm đó, giống như mình dần dập bản thân đúng không? Dạ. Thì tích điện lũy điện từ âm. Nhưng mà mình nhìn biết mấy đó làm chi ta? Mình trân trọng biết ơn bản thân lại thì nó xóa đi mấy đó à. Dạ không, mà khi mà em vô đây học và được thầy dạy thì em mới biết là mình nên cần phải trân trọng bản thân, tại vì từ trước đến giờ là mình thiếu cái điều đó đó thầy, là thiếu trân trọng bản thân, cho nên là lúc nào đôi khi mình không nói ra được điều mình mong muốn, hoặc là khi mà mình không có bao dung cho người thì mình lại gây đau khổ cho chính bản thân mình ạ. Bao dung cho mình, trân trọng biết ơn đối với bản thân mình thì nó xong hết rồi. Tập trung vô hỏi mấy đó làm chi cho phức tạp, đừng có cố gắng hỏi bóng tối. Dạ em biết ơn thầy. Ừ. À, dạ thầy ơi, còn còn về cái phần mà tạo phước đức đó thầy, thì con về thầy có dạy về bảy bố thí quan trọng của đời người là nhan thí, nhãn thí, tâm thí, ngôn thí, phòng thí, tọa thí và thân thí. Thì về về phòng thí á, thì bên mình thầy có dạy là có nghĩa là bố thí sự bao dung cho người. Còn về trước đây thì em có học về cái giáo lý của nhà Phật đó, thì phòng thí thì có nghĩa là bố thí phòng ở, thì em không biết là hai cái này nó có ý là thầy có thể giải thích rõ hơn cho em được không ạ? Người ta nói phòng là nói về một cái căn phòng sự chứa đựng, À dạ thì chứa đựng người ta trong đó chứ không phải là bố thí cái chỗ ở của mình không. Nghĩa đen thì có thể giúp cho người ta chỗ ở, nhưng nghĩa dạ bóng là lòng bao dung á. Cái phòng theo tiếng Hán Việt là bao dung, thì mình nói cái từ giáo lý nhà Phật á thì nó kỳ quá. Cái người giảng cho mình nghe là ai biết từ Hán Việt đó làm sao, chứ đâu nói giáo lý nhà Phật nói đó được. dạ Tại vì từ phòng có nghĩa là bao dung mà, ý nghĩa là sự chứa đựng, chứa con người á, nên người ta nói bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, có nghĩa là nó chứa. Từ phòng theo tiếng Hán Việt là chứa đựng, chứa. dạ em hiểu rồi ạ. Ừ. Dạ em biết ơn thầy. Mình đâu có nói được học giáo lý nhà Phật, tại vì mình học ai ai nói với mình nghe, mình đừng đánh đồng là giáo lý nhà Phật nói vậy thì kỳ lắm. À, dạ dạ em hiểu rồi ạ. Có nghĩa là mình nghe thông tin đâu đó, mình nghe ai giảng đó, nhiều khi có người giảng nhưng người ta không hiểu hết cái nghĩa của từ đó. Dạ Ừ. biết ơn thầy ạ. À, biết ơn thầy đã chỉ dạy cho em. Em cảm ơn cả lớp đã lắng nghe em chia sẻ. Sao chị đẹp gái quá vậy? Dạ em là em dễ tin. Người phụ nữ mà thông minh đó là người ta nói đẹp cái bắt đầu thấy thích. Nhưng mà người phụ nữ khôn ngoan là người ta nói đẹp mình tin mình đẹp thiệt. Dạ em học cho thầy ạ. Biết ơn chị. Dạ em biết ơn thầy. Xin mời anh Khoa. Dạ và kính chào thầy và kính chào tất cả các anh chị ở trong nhà mình ạ. Bài học mà hôm qua qua tâm đắc nhất đó là cái đoạn mà thầy trò chuyện với cô bé ạ. Thì trong cái đoạn trò chuyện Khoa cũng rất là bất ngờ, tại vì Khoa không nghĩ rằng cái nội tâm của mình nó lại vi diệu như vậy. Có nghĩa là ở bên trong của mình mà có sự sự chứa đựng, và mình muốn mình thấy cái gì ở bên ngoài, và mình thật lòng mình muốn thì hoàn toàn mình có thể chữa được những cái điều mà có thể là mắt hoặc là tai của mình, à, mình nghĩ là nó bị khiếm thính khiếm thị, nhưng mà thật sự là khi bên trong của mình tin là mình không có bị những cái điều đó thì có thể hoàn toàn mình có thể là trở thành bình thường được. Và hôm qua thầy có chia sẻ một một chỗ mà em cảm thấy rất là tâm đắc, đó là khi mình chứa đựng một
cái vật gì đó, thì ngay cả trong phòng tối của mình thì mình vẫn biết nó nằm ở vị trí ở đâu, nằm ở chỗ nào. Thì trước đây Khoa cũng có đọc một cuốn sách của tác giả Nguyễn Tường Bách, đó là Thiền thông qua nghệ thuật bắn cung. Thì cái vị thầy mà dạy bắn cung đó, thầy có dạy cho một người đệ tử là bắn là bắt phát bắt trúng, có thể là nhắm mắt cũng bắn trúng được, và có thể bắn ngay cả trong phòng tối không thấy cái vật mà cũng có thể bắn trúng được. Thì lúc đó Khoa có đọc cái cuốn đó nhưng mà Khoa vẫn chưa hiểu được cái dụng ý của người thầy dạy bắn cung đó. Nhưng mà tối qua Khoa được học ở cái điều thầy chia sẻ thì Khoa cũng đã hình dung ra được, đó là có thể là cái sức chứa đựng của cái người người bắn cung, nếu mà chứa đựng được cái mục tiêu của mình thì cho dù là phòng tối hay là có thể là nhắm mắt hay là ở một cái mục tiêu ở đâu thì vẫn có thể là bắn bắn trúng được đó. Thì Khoa hình dung là ra là như vậy, nhưng mà cái cách thực hành để mà mình đạt được cái điều đó thì Khoa cũng cũng chưa chưa biết là mình phải làm như thế nào, nhưng mà Khoa có thể là hình dung như vậy. Đó là cái điều hôm qua Khoa cảm thấy rất là tâm đắc trong câu chuyện đó. Và đặc biệt là trong cái sơ đồ thầy chia sẻ về cái thông điệp để khi mình truyền tải vào thì đầu tiên là nó đi truyền vào tới cái ý của mình và đi vào ở trong, rồi khi mà mình phân tích phân biệt thì nó sẽ đi ra ngoài cái lớp tánh của mình, và khi cảm xúc của mình trỗi dậy thì nó sẽ ra ngoài cái lớp tình của mình nữa. Thì bản thân của Khoa khi mà sử dụng ý mà mình để mình lắng nghe thì mình có thể lắng nghe mà mình không khởi được cái tâm tâm phân biệt của mình. Nhưng mà khi khi Khoa sử dụng cái cách mình nói, đặc biệt là khi khi chia sẻ trong trong lớp của mình, thì Khoa cảm thấy là mình vẫn chưa có chia sẻ được hết tất cả những cái ý trong lòng của mình, mình chia sẻ ra ngoài. Thì tối qua sau khi học được cái mô hình của thầy thì Khoa cũng có khởi lên một ý, một cái mong muốn, đó là cái mong muốn này được khởi lên đó là từ sau khi Khoa được học cái bài chia sẻ của cô Bích Nga, đó là chia sẻ về cách để mình chia sẻ một cách tự nhiên, tự tin và tự chủ. Mặc dù là Khoa đã nghe cô Bích Nga chia sẻ về cái điều đó, Khoa cũng đã hiểu về cái điều đó, nhưng mà thực sự thì khi chia sẻ ở trong khán phòng của mình thì Khoa vẫn chưa làm được cái điều đó. Có nghĩa là cái ngay cả giọng nói của mình nó cũng còn chưa có được tự chủ, chưa có được tự tin, thì chắc chắn cũng chưa có được tự nhiên nữa. Thì Khoa cũng mong muốn là sau 21 cái ngày chia sẻ này, sau 21 ngày Khoa học thì Khoa mong muốn là mình có thể là đạt được cái điều đó. Có nghĩa là Khoa có thể là chia sẻ hết tất cả những cái ý của mình, những cái suy nghĩ của mình một cách tự nhiên, chia sẻ một cách tự tin và chia sẻ được tự chủ trong từng cái lời nói của mình. Thì Khoa rất mong là sau 21 ngày thì Khoa sẽ lĩnh hội được cái điều đó một cách tốt nhất. Thì đó là những điều Khoa chia sẻ. Khoa xin cảm ơn thầy và cảm ơn tất cả các anh chị đã nghe Khoa chia sẻ. Được rồi, nói chuyện hay quá, người ta copy không được. Nói chuyện gì được rồi. Dạ. Em cảm ơn thầy ạ. Đừng nói hay quá. Ha. Mới vừa thôi. Dạ. Xin mời Mai Hồ. Dạ, em chào thầy, em chào cả nhà. Sao hình ảnh sao mà phân thân ra vậy? Dạ. Có hai người luôn á. Có hai người hiện ra luôn. Hai người á? Ờ, đang phân thân ra, bóng mờ phân ra ngoài luôn. Dạ. Chắc là ngồi trước cái kính cửa lắm thầy.
Sao biết tự nhiên sao có cái bóng phân ra hai người vậy, hay quá vậy? Chắc là ngồi nơi cái kính cửa nhà có cái kính trước đó, nó chắc là tấn vào. Em chào thầy, em biết ơn thầy đã gọi em chia sẻ. Em xin tự giới thiệu, em là Hồ Thị Mai, ở sinh sống làm việc ở Gia Lai. Em sinh năm 1972, năm nay em 20 tuổi. Em rất biết ơn nhân mạch của em là cô Thục An đã giới thiệu cho em vào cái lớp nội tâm này. Thì trước khi cách đây mấy tháng em cũng bắt gặp cái video của cô Thục An nói về cái ánh sáng, thì em thấy hay, và sau đó thì cũng biết vào cái môi trường kinh doanh bên bên kèo, thì được gặp cô Thục An và được vào học cái khóa K27 của thầy. Thì trong cái khóa K27 thì em cũng vừa học nhưng mà cũng chưa chưa chuyển hóa được nhiều, nhưng cũng có chuyển hóa nhưng chưa chuyển hóa được nhiều lắm. Nhưng mà khi học K27 thì em thấy đi ra đường hoặc là nhìn mọi người thì mình thấy vui vẻ hơn rất là nhiều. Em biết ơn cái tri thức này. Nói chung là em thấy là từ trẻ nhỏ cho đến người lớn, tất cả mọi người đều đều là tri thức này đều là rất tốt cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi cũng như mọi ngành nghề. Và cái ngành nghề của em thì là chỉ gọi là ngành nghề làm nông thôi, làm cái công nghiệp thôi, nhưng em cũng có thể áp dụng được cả cái tri thức này vào. Đó là mình chủ động khi mà cái bài học mà con thuyền xuôi dòng ngược dòng đấy. Thì trước đây thì lúc em trước đây thì mình chưa chưa biết tri thức này, thì mình cũng tưởng là mình ngon nghẻ lắm, nhưng sau khi chạm tới tri thức này thì mình cảm thấy mình rất là chưa chưa Mình đâu vẫn vào còn đâu. hơn chứ. Thì trước đây là mình chưa chạm vào tri thức này thì mình cứ tưởng là mình ngon, nhưng bây giờ thì mình chạm vào thì mình lại ngon hơn thầy. Em biết ơn thầy. Và mọi việc thì em chủ động hơn, vui vẻ hơn, để em làm mọi việc thì nó được giống như mà cái thời gian ở đây thì nó nâng nâng cao được cái việc của mình được nhiều hơn á. Ví dụ trước đây mình làm có thể thời gian nó nhiều hơn nhưng mà ít, làm được ít việc mà nó còn mệt người nữa. Sau khi học tri thức của thầy thì em được áp dụng vô làm cả cái công việc và chủ động vui vẻ hơn ra rất nhiều. Em cũng mấy ngày hôm nay thì đọc cũng thấy được rất là nhiều, nhưng mà bây giờ chia sẻ thì em chưa bao giờ chia sẻ lên đây nên em đã quên hết rồi thầy ạ. Biết ơn thầy và cả nhà đã lắng nghe chị đừng em. Em sẽ cố gắng giơ tay thật nhiều để vượt qua bản thân mình. Em biết ơn thầy À, mình quên đó, ạ. quên đó, cái mình là có cái có một cái câu nói mình không biết nói gì á, mình quên, mình nói rất là biết ơn cái mình gọi được cái những cái câu nói hay ra. Em biết ơn thầy, em biết ơn cả nhà. Khi các anh chị đi đâu nói chuyện á mà các anh chị không biết nói gì thì câu đầu tiên các anh chị nói lời biết ơn thì chút xíu nữa các anh chị sẽ biết nói cái gì liền ngay tức khắc. Em biết ơn thầy. Vậy hen chị, Biết ơn thầy, mời em cả nhà. biết ơn chị, xin mời chị Lan Anh. Rất là biết ơn thầy đã gọi tên em ạ. Rất là biết ơn nhân mạch của em là chị Nguyễn Thị Hải đang học ở Mentor 5. Rất là biết ơn cả lớp đã tạo điều kiện để cho em chia sẻ. Em tên là Lan Anh ạ. Em năm nay 20 tuổi quýt. Qua bài học hôm qua của thầy thì em nhớ đến hai cái phần. Thứ nhất là phần về phước đức và một phần là ác đức. Phần phước đức là khi mà mình tạo niềm vui cho người khác,
niềm vui hạnh phúc cho người khác. Phần ác đức là mình tạo sự buồn phiền lo lắng cho người khác. Thế thì ở đây em đang có một cái nghi vấn là em đang làm một cái công việc cũng là tạo giá trị, nhưng mà bởi vì khi mà em học được các cái kiến tri thức của WIT từ khóa K26 cho đến bây giờ, thì em nhận ra rằng là cái con đường của mình đang đi là nó đang không thuận chiều, không thuận dòng nước ạ. Đó thì có thể là đích thì vẫn đến, nhưng mà cái trong cái quá trình đi như vậy thì tất cả những con người ở trên cùng một cái con thuyền đó đều phải đi ngược dòng nước và rất là khó, bởi vì đâu đó là nó còn thiếu, nó không phải là đủ năm cái yếu tố về như như em đã được từng được nghe là đồng ngôn, đồng thuật, đồng hành, đồng niệm, đồng hình. Thì trong tổ chức của em đang chưa có được đầy đủ những năm cái yếu tố về đồng như vậy, và em thấy rằng là em nhận ra rằng là mình còn có một cái sứ mệnh nữa, đó chính là là một cánh tay nối dài của tổ chức WIT để đưa tri thức tuyệt quý này ra toàn cầu. Đó, thì như vậy thì khi mà em nhận ra điều đó thì em bắt đầu là tập trung gần như toàn bộ thời gian của em cho việc học ở WIT. Và như vậy thì cái mong muốn ban đầu của mình là mình muốn tạo giá trị nhiều hơn. Đó, thế nhưng mà với cái việc như vậy thì có thể là đối với những người mà mình gặp trong thời gian từ nay trở về sau, thì mình sẽ tạo cho họ cái mình có thể sẽ tạo được cái phước cho mình nếu như mình đưa được đến cho họ những cái tri thức của WIT để cho họ có thể chuyển hóa được cuộc đời của họ. Nhưng mà ngược trở lại thì những con người ở trong cái tổ chức cũ của em thì họ lại đang cảm thấy thứ nhất là lo lắng, thứ hai là không vui. Đấy, thì như vậy thì có phải là em đang đang tạo ra ác đức hay không? Đó, em có nghi vấn như vậy. Và em nhờ thầy giải thích cho em chỗ này một chút. Đó. Và em đặt ý là em sẽ vào mentor 6 cùng với 20 người trong số 10.000 người trong cái chương trình của K27 là thầy đã chia sẻ, thì em sẽ đóng góp cả em cùng với 20 người ở trong trong cái chương trình mentor 6. Và em nhờ cả thầy và cả lớp giữ hình đó cho em ạ. Em biết ơn thầy và cả lớp đã nghe em chia sẻ và chứa đựng em ạ. Em xin hết ạ. Hồi nhỏ chị có bị ba mẹ đánh đòn không? Ừ. Dạ có ạ. Chị có bị thường xuyên bị đánh không? Dạ không thường xuyên ạ. Nhưng lâu lâu bị đánh đòn đúng không? Dạ Lúc đó chị oán trách không? có ạ. Ba mẹ tích ác đức. Dạ Nhưng bây giờ chị còn oán trách không? dạ không ạ. Chị biết ơn không? Dạ có ạ. Ba mẹ tích phước đức Dạ hết, dạ là có thể bây chị giờ mình đoán quay chắc lại thời đó thì thời đó là tích ác, nhưng dạ mà sau này tích phước, dạ nên một hành vi của mình có thể người ta chưa hiểu mình lắm thì dạ ta đã có thể đang đau khổ gì đó. Thì dĩ dạ nhiên về điện từ âm thì việc bất nghĩa xảy ra là mình không làm được nhiều điều trong tổ chức của mình như mong đợi trước đây. dạ Sau này khi chị chuyển hóa, chị thay đổi, chị thực tâm á, học tập dạ sự chuyển hóa của tổ chức không? dạ Chị vào quyết, chị học là để thực tâm về sự chuyển hóa của tổ chức không? có ạ. Thiệt không? Có ạ, thật ạ. Chị có tin con đường này đi đúng không? Dạ đúng ạ. Chị Dạ là một tin ạ. con người nên hệ thống đúng không? Ừ, cũng không hẳn ạ. Chị làm việc con người kiểu sao? Kinh À, doanh hay gì, tổ chức của chị kinh doanh hay kiểu sao? tổ chức của em là kiến tạo ra một nền tảng về công nghệ và nó có đóng góp về tức là trong tầm nhìn của nhà sáng lập là tạo ra một mạng xã hội mà trong tương lai là sẽ là mạng xã hội tốt nhất cho người dùng vào năm 2030 và chia sẻ lại lợi ích cho người dùng thông qua nền kinh tế số. Thì từ cách đây 5 năm thì em đã đồng hành cùng với tổ chức là dựa trên cái tầm nhìn này. Thế nhưng mà đến khi thì em thấy rằng là để đạt được đến cái tầm nhìn như vậy á
thì cái không chỉ là yếu tố về về cái tư tưởng, về cái tầm nhìn, mà còn cần con người ở trong đó, là những người mà như em đã chia sẻ lúc nãy, là cần phải thứ nhất là đồng niệm này, đồng hình này, đó có năm cái đồng đó, đồng ngôn này, đồng thuận, đồng niệm, đồng hành, đồng hình. Đó thì em đang chưa thấy được điều đó, thì em nghĩ rằng là đối với khi em đến với Quýt thì em thấy rằng là có thể, em rất mong cái người đứng đầu của tổ chức của em họ biết đến những cái tri thức này, để cho họ có thể là người mà đứng đầu và dẫn dắt toàn bộ đội ngũ cũng như là doanh nghiệp của mình, để đạt được đến những cái như thế này thì mới cùng nhau chèo về một hướng được. Chứ bây giờ thì con thuyền nó thì càng ngày càng lớn, mà cái con người ở chèo ở trên đó thì chèo đi cả bốn hướng, thì rõ ràng là con thuyền sẽ rất khó để đi đến đích, giống như hình ảnh con thuyền mà thầy chia sẻ của ngày ngày đầu tiên ấy ạ. Thì thứ nhất là nó đã không thuận chiều rồi, mà con người chèo ở trên đó lại không cùng chèo về một hướng, thì rất là khó để đến đích ạ. Em cảm ơn thầy ạ. Thì nếu có niềm tin thì làm thôi chứ có gì đâu. Dạ. Ừ. Em chỉ hỏi về cái đoạn ác đức với phước đức thôi, nhưng mà thầy cho, thầy thầy cho em cái lời giải như thế rồi là em đã biết là mình phải làm gì tiếp theo rồi ạ. À, em biết ơn thầy và cả Thì lớp ạ. hành vi thiện của con người cũng tích ác đức. Rồi một số người ba, người mẹ, một số người cha, người mẹ không biết. Nên đơn giản đã đau khổ. Đơn giản đã đau khổ với cái hành động của con á, thì Dạ. cũng gián tiếp làm cho con tích ác đức, Dạ. hoặc là phản ứng thái quá với sai lầm của trẻ làm cho trẻ cũng gây ra đứa trẻ nó càng ngày càng tối đi. Nên thường Dạ. đứa trẻ mà được bị phản ứng thái quá đó thì các con nó sẽ sanh ra nói dối dần dần đi. Nên cha Dạ. mẹ mà phản ứng thái quá với sai lầm của con á, tạo ra đứa con nói dối là ý nghĩa là mình đang đau khổ, khó khăn, bực bội, khó chịu về những hành vi của trẻ, thì vô hình Dạ. chung là cho trẻ tích ác đức. Nên nếu mình biết tìm được bài học, điều tâm đắc và ngộ ra sau cái nghịch cảnh hoặc là sau cái sai lầm của trẻ thì trẻ nó lại tích phước. Dạ. Nên là chị đang cảm thấy những người xung quanh đang phản đối chị và cảm Dạ. giác được rằng là họ đang vậy đó, là vô hình chung chị cảm thấy bực bội về điều đó thêm, thì mình mới lúc đó chị mới tích ác đức. Còn nếu mà trường hợp đối với chị nó tích ác đức Dạ. cho chị á, trường hợp đối Dạ. với chị tìm được bài học điều gì Dạ. đó cần cần phải thay đổi sau đó, thì Dạ. lại hơn thuận duyên hành động của họ như vậy đó làm Dạ. cho họ tích phước, thì vài bữa họ hiểu đạo lý của chị đi, cái triết lý của Dạ. chị đi. Dạ. Biết ơn thầy ạ. Còn nếu mà mình đau khổ thêm hoặc là bực bội khó chịu hay như vậy á, mà không chịu ứng dụng, trời ơi hay như vậy mà giới thiệu không chịu du học ví dụ gì đó, thì Dạ. chỉ cho người ta ngày càng nhìn nhận kém thêm, tại vì nó đại diện cho chị bị mê muội. Dạ. Chị đến một tổ chức sau đó người ta không biết nó hay như thế nào hết trơn mà chị mê quá, người ta sợ. Bây giờ tôn giáo các đạo mở ra nhiều lắm. Dạ. Bây giờ các anh chị chỉ cần thể hiện cái chữ mê mê gì đó tối ngày học tập thôi là người ta bắt đầu người ta hoài nghi rồi. Dạ. Quýt này bị người ta chửi quải gì, người nhà các anh chị chửi quýt toàn không biết, ngày nào toàn cũng lỗ tai, toàn ngày nào cũng phải xe mấy cây, tại vì nhiều người chửi quá nên lỗ tai toàn ngứa suốt. Dạ. Nên là mê quá, tự nhiên cái nghe sao ai cũng nghĩ là mê toàn hay mê quýt, không phải cả cuộc đời sao à, cả cuộc đời á, tìm về nội tâm không có tìm được thiên hướng về, thì nơi đây dẫn dắt các anh chị tìm về được nội tâm của chính mình á, tìm Dạ. sự chân thật rồi đó, hiểu được cái đạo lý của cuộc sống hơn. Cái tự nhiên sao thích quá, tại vì lý giải được hết tất cả các khía cạnh đó, Dạ. tự nhiên các anh chị mê, thì các anh chị hiểu lầm mê toàn hay là mê quýt, nhưng bản Dạ. chất đó là các anh chị bị nghiện tìm về nội tâm của mình á. Dạ. Đúng rồi ạ. Nên người ta nhìn đó, người ta thấy cái gì mê muội gì đó,
mê mê là người ta đặt định nghĩa mê muội, Dạ. được chưa? Dạ. Đó mình ta còn nói mình còn cứng đầu cứng cổ cãi. Dạ. Có hai người đó cự lộn nhau, sau đó đánh lộn, đánh lộn xong rồi cái Linh Quang thì ông Quang cũng hỏi đầu đuôi câu chuyện, thì cái người đó nói thằng này nè, nó nói với con á là 2 x 3 là bằng 6, là bằng 4, mà con nói 2 x 3 bằng 6 mà nó cãi con, nó 2 x 3 bằng 4 mà nó hai như nó nói 2 x 3 bằng 4, còn con nói 2 x 3 bằng 6 mà nó cãi, nên con cãi lộn hồi con đánh lộn. Thì nói quan cũng biết mà, 2 x 3 bằng 6 mà sao bằng 4 được, theo các anh chị 2 x 3 bằng mấy, các anh chị Bằng 2 x 3 sáu bằng mấy, bằng 4 chứ bằng 6 gì, chị không học của chương hay sao vậy? 2 x 3 bằng 4 chứ chị, bằng mấy? Dạ bằng sáu ạ. Ừ, sao bằng 6 trời, chị học sao vậy? 2 x 3 bằng 4 chứ, thì vậy đó, cái cãi lộn với nhau nha. Cãi lên Quang thì ông Quang cũng nghe xong cái ông nói 2 x 3 bằng 4 á, con về đi. Cái ông thả về 2 x 3 bằng 6 đánh cho 50 hèo. Vì cái tội là cãi nhau với người không biết phải không thầy? Cái đánh xong cái ông khóc quá trời ông khóc. Cái ông Hoàng ông nói bây giờ nè ha, mày hỏi hết cái nhà xài trong trong chiều trong này ai cũng biết 2 x 3 bằng 6 chứ, mày cãi chứ mày biết đúng mà mày cãi chi, 2 x 3 bằng 4 để cho xã hội xử lý nó, còn đã biết đúng mà đi cãi với thằng không biết, nên là đánh đòn cho nó nhớ suốt cuộc đời này, đừng cãi những điều đúng, đừng cãi nữa, Dạ. biết mình đúng mà mình cãi. Vậy thì chị thấy con đường đi của mình nó đúng rồi, chị mang lại giá trị cho chị, cho cuộc sống, cho dòng tộc của chị trong tương lai. Giờ chị không học thì cũng không biết đường nào để dẫn dắt con cái mình đi đến đâu, bây giờ có triết lý để đi thì chị không học cho tổ chức cũng phải học cho gia đình chứ, Dạ. có phải không? Chị giáo dục con cái hiện tại không có triết lý để giáo dục, đúng chưa? Đúng rồi ạ. Bây giờ chị vô đây chị học, dù tổ chức có cản chị nhưng chị nói chị học cho gia đình của chị cũng có sao đâu. Vâng ạ. Thì chị nói chị không cho chứ ứng dụng thì thôi, nhưng mà thuận duyên chị tốt lên cái từ từ người ta thấy sự thay đổi của chị thì từ từ người ta hỗ trợ, còn Dạ. ai cũng vì yêu thương mình hết á, sợ mình lầm đường lạc lối Dạ. nên người ta cản mình, còn nhiều người thật sự yêu thương chị thật sự nghe thì chị nói đồng hành cùng chị tìm hiểu, nếu cảm thấy điều này không đúng không phù hợp thì chị từ bỏ, Dạ. đúng không? Nếu ông chồng mà ông yêu thương mình, người vợ yêu thương mình thì đồng hành cùng với các anh chị tìm hiểu về những tri thức này đi, nếu thật sự chứng minh cho những tri thức này nó không hợp đạo lý, không có ứng dụng được trong cuộc đời này thì thôi mình nghỉ học, chứ hơi đâu mình ngồi đó mình không có biết cái gì hết trơn, mình chửi rủa tối ngày chứ. Em có đặt ý là một ngày nào đó người đứng đầu của tổ chức đó sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho em để hỏi về những cái tri thức của quýt mà em đang học Không, ạ. cái Nhưng gì mà thì nó lại không phù hợp, chị đang bị láo cá nội tâm của chị ấy. Chị cảm thấy ngày nào đó người ta phải hạ mình hỏi chị thì chết rồi. Chị đọc thế thì bây giờ làm thế nào để mà đưa cả tổ chức đấy đi cùng chèo chèo về một hướng được thầy? chị hỏi em sao em biết, chị phải chủ động và chịu trách nhiệm về sự chuyển hóa của tổ chức đó thì nó mới ra chứ, giờ chị cảm thấy chị không phải là người, chị đang cảm thấy chị không phải là người chịu trách nhiệm toàn bộ cho tổ chức đó thì làm sao làm được. Em làm sao để chịu trách nhiệm được với cả tổ chức đó thầy? Em có phải là người đứng đầu tổ chức đâu ạ. À? Đó là Em lý do chị không có tư cách gì trơn, cũng không có vai trò luôn.
tại sao em chịu trách nhiệm về sự chuyển hóa về nhận thức của chị, của những người không quen biết luôn trong xã hội này của Việt Nam nói chung, về nhận thức nội tâm để cùng nhau hướng đến an vui hạnh phúc mà chị không chịu trách nhiệm được với tổ chức nhỏ xíu đó. Dạ. Đất nước này của ai? Của chúng ta. Không có, của tôi. Người nào không xây dựng, tôi xây dựng. Dạ. Gia đình của ai? Của tôi ạ. À, người ta không xây dựng, mình xây dựng, chứ không lẽ giờ người ta không xây dựng, mình đạp đổ nó. Dạ. Vậy thì tổ chức đó của ai? Của tôi ạ. Vậy thì người ta không làm thì chị phải làm chứ. Dạ, biết ơn Chị thầy coi ạ. chị nói gì vậy kỳ? Tại sao em là em với chị cùng lạ quất lạ quơ? Vì cái mong muốn của em mang lại đồng bộ hóa nhận thức nội tâm cho người dân của chúng ta, người Việt trên toàn cầu. Mà em làm chương trình này và ngày hôm nay chị nhận được cái giá trị từ tri thức này thì em có liên quan gì đâu, nhưng mà đất nước này của em chứ không phải của chị nên em làm, Dạ. hiểu không? Dạ. Có dám chủ động và chịu trách nhiệm cái điều đó không? Dạ có ạ. Em còn liều nữa, em còn chuẩn bị mở một công ty thể chất, là gần là những người trưởng thành bơi 2 cây số và chạy 21 cây số là mình làm. Người Việt tự trưởng thành trên toàn quốc này dám hợp tác với đề án 641 của chính phủ nâng cao thể chất và tầm vóc của người Việt luôn, trong khi đó hàng ngàn người, hàng vạn người đang làm bên lĩnh vực thể thao họ không nhận trách nhiệm đó, Dạ. mình nhận mình làm, hiểu không Dạ. ta? Biết ơn thầy chỉ điểm ạ. 25 triệu đứa trẻ vì trưởng thành vì phát triển của 25 triệu đứa trẻ, nếu mình nhận mình làm. Còn bây giờ chị nói con của ta không liên quan tới mình rồi sao mình làm, Dạ. hiểu được không ta? Dạ hiểu rồi ạ. Thiệt Dạ không? rồi thiệt ạ. Tổ chức đó của ai? Của em ạ. Ngồi đó đứng ngoài ghìa hoài mà bẹt nói không ảnh hưởng được hen, Dạ. biết ơn chị. Dạ, biết ơn thầy ạ, biết ơn cả lớp ạ. Giờ 44 rồi các anh chị, các anh chị nghe âm nhạc một chút nha. Dạ, biết ơn cả nhà. Chúng ta vào nghe cả nhà. Dạ, các anh chị ghi giúp toàn hàng. Đó là phước đức ví như núi tiền, phước đức ví như núi tiền, phước đức ví như núi tiền, một que diêm cũng có thể đốt cháy. Phước đức ví như núi tiền, một que diêm cũng có thể đốt cháy. Công đức ví như núi vàng, khó bị đốt cháy nhưng dễ bị bôi đen. Phước đức như núi tiền, một que diêm cũng có thể đốt cháy. Công đức như núi vàng, khó bị đốt cháy nhưng dễ bị bôi đen. Những điều sau ảnh hưởng đến công đức phước đức. Những điều sau ảnh hưởng đến công đức phước đức. Những điều sau ảnh hưởng đến công đức phước đức. Khoáng chất mất phước, khoáng chất mất phước, người phụ nữ dễ mất phước do oán trách.
bán chết mất phước. Người phụ nữ dễ mất phước do oán trách. Người phụ nữ dễ mất phước do oán trách. Người đàn ông nhanh mất phước do oán trách. Người phụ nữ dễ mất phước do oán trách. Người đàn ông nhanh mất phước do oán trách. Người phụ nữ dễ mất phước do oán trách. Người đàn ông nhanh mất phước do oán trách. Các anh chị quan sát cuộc sống á, cá nhân mình là người nữ, chúng ta có để ý chúng ta dễ oán trách không cả nhà? Ai là người nữ chúng ta thấy để ý rất là dễ oán trách sanh ra không ạ? Do cấu trúc điện từ của cơ thể á, thì người nữ cấu trúc điện từ âm nhiều hơn dương, nên dễ sanh ra tâm oán trách. Nên người phụ nữ hiện tại á, mất phước chính đó nha, mất phước chính luôn á, là do oán trách mà mất phước. Vậy thì nếu biết điều này, nếu biết điều này, chúng ta chỉ cần giữ gì ạ? Giữ được sự trân trọng biết ơn, thì ngay tức khắc là chúng ta giữ được phước. Các anh chị giữ được sự trân trọng biết ơn thì nó sẽ xóa đi oán trách, thì sẽ đơn giản các anh chị giữ được phước báo của mình. Nên ở học phần nguồn năng lượng của trí tuệ là trân trọng biết ơn, các anh chị sẽ nhận được cái này. Nên khi có sự trân trọng biết ơn là đại diện cho ánh sáng, oán trách là bóng tối. Giờ sự oán trách có 1.000 năm đi nữa thì trân trọng biết ơn nó sẽ xóa tích tắc. Được không cả nhà? Tại sao người phụ nữ dễ sanh tâm oán trách, sanh dễ sanh oán trách là bởi vì do cấu trúc điện từ của cơ thể thôi. Mình biết vậy thì mình biết thôi, đừng có lăng tăng chi. Vậy thì mình thấy mình oán trách thì mất phước thì thôi kệ nó, trước đây mất thì kệ nó. Bây giờ nếu biết thì giữ cái nguồn năng lượng trân trọng biết ơn, thì từ đó trở đi phước báo của mình được giữ lại. Và toàn quan sát thì người phụ nữ tích lũy phước báo lớn lắm, và hàng ngày làm gì cũng có thể tích phước. Nên nếu ai là người phụ nữ ngay tức khắc có nguồn năng lượng trân trọng biết ơn, đố các anh chị cuộc đời chuyển đổi liền không? Theo các anh chị, ngay tức khắc khởi được nguồn năng lượng biết ơn thì cuộc đời chuyển đổi liền luôn không? Hổm gà chúng ta vào môi trường này, có ai đó trong quá trình học tập đã nhận được nguồn năng lượng này chưa? Năng lượng của trí tuệ trân trọng biết ơn. Cả nhà kết quả làm sao rồi ạ? Có phải cuộc đời mình đổi không? Có phải ngay tức khắc từ mối quan hệ đến mọi cái mình thay đổi lớn không? À, thấy vi diệu không? Được ha. Rồi. Nhưng mà người đàn ông thì tại sao nhanh oán trách? Cấu trúc điện từ của cơ thể người đàn ông á cả nhà, cấu trúc điện từ là dương,
Nhưng mà khi người đàn ông quán trách có nghĩa là nó đã quá chuyển qua âm không ạ? Quá chuyển qua âm không cả nhà? Quá âm rồi. Nên cực kỳ nhanh. Có nghĩa là sao? Người phụ nữ mất phước báo từ từ vô oán trách. Nhưng mà người đàn ông phước báo ngay tức khắc những gì mình làm hầu như biến mất toàn bộ à. Nếu người đàn ông quán trách là sanh ra nó khủng lắm. Nên người đàn ông mà khởi tâm oán trách là hình như những gì mình xây dựng hầu như cũng mất hết nhanh. Nhanh lắm. Quán trách quốc gia là nặng nề. Quán trách tổ chức, quán trách gia đình, quán trách bản thân. Thì nếu ai mà người đàn ông quán trách đất nước, quán trách tổ chức của mình, quán trách gia đình và quán trách bản thân thì cái người đó chắc không ngóc đầu lên không nổi, không chịu nổi. Tất cả đều đổ đổ dở dù mình làm cái gì. Được không? Cái này khủng lắm, cái này người đàn ông mất nhanh lắm, nên tự bảo vệ mình thay vì mình tập trung đừng có quán trách thì không. Mình giữ nguồn năng lượng, trân trọng biết ơn ha. Được ha. Phụ nữ thì dễ quán trách thì toàn không nói, nhưng mà nếu đàn ông mà sinh ra tâm quán trách thì đừng nên. Nó thật ra nó hại mình dữ lắm, nó làm cho mất phước báo nhanh lắm. Cái này không phải tập đâu, nó là một cái trạng thái năng lượng thôi mà. Năng lượng của trí tuệ đưa vào thì sao ạ? À? Thì đổi thôi. Nha. Được hen cả nhà. Rồi. Quán trách rồi ha. Được ha. Ngạo mạn. Ngạo mạn mất phước. Ngạo mạn mất phước. Ở đây con câu hỏi của chị Thiêu, khi một người nói điều gì mình bị tổn thương là do mình có cảm giác không trân trọng, không được trân trọng. Như vậy giống như mình đang không hài lòng, mình đang oán trách không thầy. Nó cũng là một hình thức, nó cũng là một dạng điện từ âm xuống, nhưng mà chưa đến nỗi oán trách. Dạ. Ngạo mạn, mất phước. Người đàn ông dễ mất phước, dễ mất phước do ngạo mạn. Người phụ nữ nhanh mất phước do ngạo mạn. Người đàn ông dễ mất phước do ngạo mạn. Tại vì cấu trúc điện từ của người đàn ông theo chiều hướng dương, nên mấy ông ta làm được cái gì cái vỗ ngực xưng tên liền ngay tức khắc, rằng là tôi làm được điều này điều kia, cái tự nhiên cảm thấy mình làm được á, cảm giác mình làm được á cả nhà, cảm giác mình giống như là mình làm được á, cái nó sinh ra ngạo mạn, từ từ ngạo mạn, cảm giác thành tựu. Đúng rồi, cảm giác mình có làm này làm kia rồi có một số người không hiểu nên thêm ca tụng nữa. Giống như các anh chị bước vào đây, các anh chị mến toàn mến quýt. Nếu chúng ta ca tụng, các anh chị nghĩ à, các anh chị ca tụng đi, các anh chị ca, các anh chị khen ngợi khích lệ đồ, khen ngợi đồ toàn, khen ngợi quýt. Theo các anh chị từ từ cái khả năng, nếu mà không có nguyên tắc bảo vệ mình thì khả năng ngạo mạn không?
theo các anh chị? Khả năng ngạo mạn không? Ngạo mạn, ngạo mạn, mất phước. Rồi những sống gần á, một số người đàn ông không biết á, nên sống gần một số con người, cái người ta ca cẩm về mình á, ca tụng về mình á, những cái thành tựu của mình làm á, cái qua thời gian tưởng đâu mình lợi hại, cái sao ạ? À? Cái chết. Công sức làm bao nhiêu năm, 10 năm, 20, 30 năm, tưởng đâu ngon. Ai ngờ đâu, cái tự nhiên cái người ta cà cẩm mình đó, cà cái bắt đầu mình tưởng đâu mình ngon, cái mất hết. Lãng không? Các anh chị thấy lãng không? Trời ơi, trong khi đó mình nỗ lực làm nhiều năm tháng, nhưng mà sao? Tự nhiên mất hết. Thì đàn ông rất là dễ bị này, mới làm gì hơi hơi cái xã hội ca 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 lên, cái xã hội nói này nói kia, ô cái tự nhiên cảm giác mình thành tựu thì thôi mất phước, được không? Vậy thì làm sao để bảo vệ mình đây? Thì khiêm tốn á, khiêm tốn thì nó là ánh sáng. Nhưng mà cụ thể là dùng cái gì chỗ này? Khiêm tốn vài bữa chúng ta sẽ học tập. Nếu mà các anh chị có khích lệ khen ngợi ngợi toàn á, thì các anh chị nên có hai điều các anh chị nên có thể nói, mà toàn thấy nó giúp các anh chị, góp góp vào cái sự bảo vệ toàn, bảo vệ quýt. Đó là các anh chị biết ơn hay là trân trọng biết ơn vì toàn đã dẫn truyền các tri thức của các cao nhân á, có nghĩa là thông qua một cái đường ống là toàn, sau đó dẫn truyền các tri thức đến với các anh chị. Thì lúc đó các anh chị tri ân là tri ân một phần, tri ân ai ạ? À? Là các cao nhân, các thiện tri thức đã chỉ dẫn cho toàn, mà toàn chuyển giao lại cho các anh chị, được không? Thấy ngon không? Nếu vậy thì thấy sao? Thay vì các anh chị biết ơn toàn thì biết ơn vì toàn đã làm gì ạ? À? Đã làm gì? Không cho chúng ta biết ơn thì nó kỳ lắm. Nhưng mà nếu các anh chị biết ơn toàn thì nó không tốt cho toàn. Biết ơn vì toàn đã làm sao? Đã truyền, dẫn truyền các tri thức tuyệt quý, chuyển giao, dẫn truyền các tri thức tuyệt quý của các cao nhân, của thiện tri thức, được không? Thì nó rất ngon. Biết ơn á vì sự cống hiến gánh vác của toàn. Thì nó sẽ hay hơn. Ví dụ như các anh chị biết ơn vì quýt đã cống hiến gánh vác, đó là cái khâu, đó là nhận thức, nâng tầm nhận thức nội tâm và nâng tầm bậc trí tuệ đi, hoặc là định hướng con người đến giàu toàn diện cho xã hội hiện tại. Tổ chức chúng ta đang làm cái vai trò sứ mệnh đó mà. Vậy thì biết ơn cái gì đó, ví dụ như con nó làm điều gì đó, các anh chị khích lệ con bằng cách rất là biết ơn con vì con đã gánh vác cái trách nhiệm cho đối với gia đình mình, cống hiến gánh vác cái điều gì đó cho gia đình, chứ không phải nói con tài giỏi. Thì như vậy sự ngạo mạn của trẻ nó sẽ giảm, nó sẽ không có sanh, được không ạ? À? Được không? Các anh chị hiểu ý nữa không ạ? À? Có nghĩa là thay vì các anh chị có biết, nếu giai đoạn này của xã hội nếu không có quyết làm, không có toàn ngồi đây, thì các anh chị có hình dung được là sẽ có tổ chức khác và có người khác đứng ra hỗ trợ cho xã hội
về những tri thức này không cả nhà, theo các anh chị? Anh chị theo các anh chị thì nếu không có quyết, không có toàn, thì theo các anh chị sẽ có tổ chức khác đặt tên khác thôi, không có quyết thì có cái gì đó, có quyệt có gì đó không có toàn thì có toán có toàn có gì đó, không có toàn thì có Di Kiệt, có Vĩnh Thùy, ví dụ như vậy, để anh chị ạ, Tục An gì đó, để mang lại giá trị này cho xã hội. Cả nhà. Vậy thì không có tổ chức này thì sẽ có tổ chức khác đứng ra. Vậy thì các anh chị có tri ân quyết á, bằng cách là các anh chị nói là trân trọng biết ơn vì quyết đã trong giai đoạn này, quyết đã sao ạ? Đứng ra cống hiến gánh vác cái sứ mệnh đó của xã hội, là nâng tầm nhận thức nội tâm, đồng bộ hóa nhận thức nội tâm cho người Việt của chúng ta, để từ đó hướng đến sự an vui hạnh phúc, thì như vậy thì nó sẽ hợp lý hơn, được không? Các anh chị nắm được cái ý tôi nói không? Nên trong cộng đồng á, tôi có hướng dẫn các anh chị mentor, master. Mentor, master có sao ạ? Là học cái nguyên tắc mưa thì lúc nào cũng có nghĩa là trời thì lúc nào cũng có mưa, cây nào có rễ thì tự tự thấm hút. Người ta thay đổi được cuộc đời á, là do phước đức công đức của họ, tổng nghiệp và phước đức công đức của họ. Nếu không có chúng ta thì sẽ có người khác có thể mang lại những gì tốt đẹp cho họ hơn chúng ta gấp vạn lần. Nếu điều này mà chúng ta nhận thức luôn nha, là cuộc sống của con mình hay vợ mình, nếu phước báo sau đó mình mang lại cuộc sống tốt cho vợ mình, một ngày nào đó vợ mình nói với mình là biết ơn anh, chồng mình nói với mình là biết ơn em, đã mang lại cuộc sống này cuộc sống kia cho chồng hoặc cho vợ gì đó, thì các anh chị phải nhận thức á, đó là phước báo của họ có, nên sao ạ? Nên họ được hưởng. Nếu không có mình thì cũng sẽ có người phụ nữ khác hay người đàn ông khác mang lại phước báo đó cho họ thôi, coi chừng còn có thể mang lại tốt hơn mình gấp nhiều lần, được không cả nhà? Nếu hai vợ chồng cùng nhận thức này thì các anh chị nghĩ sao ạ? Nếu hai vợ chồng cùng nhận thức này thì các anh chị nghĩ sao? Nếu hai vợ chồng cùng nhận thức này thì quá tốt, được không? Nên để làm sao mà tránh được sự ngạo mạn thì chúng ta sẽ không tránh ngạo mạn, mà chúng ta giữ được cái sự khiêm tốn. Nên bước đầu tiên các anh chị biết khiêm tốn ở một cái góc nhìn, đó là thành tựu do người. Thì những ngày tới chúng ta học về nhân cách khiêm tốn, Toàn sẽ nói sâu sau. Mình cũng đừng quan tâm đến ngạo mạn là gì, mà mình luôn giữ được sự khiêm tốn thì ánh sáng đó, thì bóng tối sự ngạo mạn nó không có, được không? Nên Toàn rất là tri ân các anh chị vì các anh chị đã có mặt tại đây. Nếu không có sự hiện diện của các anh chị thì Toàn không có cái cơ hội để lan tỏa những tri thức mà các cao nhân thiện đại tri thức chuyển giao cho Toàn. Lúc đó Toàn sẽ sống Toàn hối hận lắm, tại vì nhận được cái những tri thức tuyệt quý của các cao nhân thiện đại tri thức mà mình không lan tỏa được á,
mình cảm giác được mình nó chưa phải đạo, có nghĩa là mình nó chưa phải đạo lý đi của mình, nên các anh chị nhận những tri thức này nó sẽ làm cho toàn tri ân là được những cao nhân, những thiện đại tri thức đã khai mở cho toàn. Nhưng mà khi các anh chị nhận, các anh chị tri ân toàn thì toàn biết là do phước báo của các anh chị có mà các anh chị nhận. Nếu không có toàn thì sẽ có người khác mang lại điều đó cho các anh chị. Nhưng mà cá nhân của chúng ta nhận á thì chúng ta không được quyền nhận thức đó. Tại vì nếu nhận thức đó nó sẽ đóng lại duyên lành, tại người ta mang lại những gì tốt đẹp cho chúng ta, chúng ta nói do phước báo của tôi hưởng thôi, chứ nếu ông không mang lại cho tôi thì người khác cũng mang lại hả? Thì nó kỳ không? Theo các anh chị kỳ không? Cả nhà kỳ lắm. Như vậy thì nó lại đóng lại duyên lành, người ta thấy sự ngạo mạn đó đó. Có nghĩa là do mình chấp kiến á, chấp vào điều mình biết, là mình chấp vào là gì, cuộc đời của con người hưởng là do phước báo của họ mà hưởng, chấp vào những điều mình biết chấp đó đó, mình chấp quá nó cũng ảnh hưởng, được không? Thì mình đừng nghĩ vậy, mà mình nghĩ là gì, người ta mang lại giá trị cho mình thì mình trân trọng biết ơn, còn mình mang lại giá trị cho người khác thì mình nhận thức rằng đó là tổng nghiệp và công đức phước đức họ có, nên họ sao ạ? À? Họ được cái nhận đó. Không có mình thì cũng sẽ có người khác mang lại điều đó thôi. Để làm chi? Để tránh cái để giữ được cái sự khiêm tốn trong con người mình thì ngạo mạn sẽ không phát sinh, thì cực kỳ bảo vệ phước báo của chúng ta. Các chị nữ thì chú ý cái này, tại vì nam giới thì rất dễ bị mất phước do ngạo mạn, nên nhưng mà nữ giới phụ nữ thì lại cực kỳ nhanh. Mình làm, tại vì hiện nay trong cuộc sống á, các anh chị biết là nếu mà xét cái góc nhìn của nhà Phật á, thì thời này đó là thời mạt thượng pháp, thời thượng pháp, trung pháp, mạt pháp, mạt thượng pháp, thì thời này là dịch chuyển của thời âm dần đi rồi. Ngày xưa thượng pháp là dương, cái dần 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 cái này, thời này điện từ âm nó bắt đầu nó trỗi dậy. Thì mình là người phụ nữ mà cái âm càng ngày càng trỗi dậy mà, nên là mình được, mình gặp thời á, có nghĩa là ngày xưa thời dương thì mình tạng người âm thì mình bất lợi, xã hội xem thường mình. Gần đây thì những thập niên từ 2012 trở đi, dần 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 hiện tại có cảm giác là bây giờ phụ nữ cảm giác mình rất là mạnh mẽ hơn xưa không cả nhà. Phụ nữ bây giờ sống không còn muốn lệ thuộc vào đàn ông nữa, có để ý không ạ? À? Có quan sát tự cảm nhận mình thôi, mình không có cần phải nói ra, mình tự cảm nhận của mình đó là bây giờ á, có nhiều người phụ nữ có thể cần con mà không cần chồng, tại vì đàn ông làm bất kỳ điều gì thì mình đều làm được, những gì mình làm được thì đàn ông cũng chưa chắc làm được. Thì bây giờ phụ nữ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều do gặp thời rồi, nhưng mà mình không biết chính cái âm đó nó đang có lợi, mình ham vươn lên, vượt lên nữa, mình ham cái gì cũng muốn hơn người ta, cái gì cũng phải chứng minh mình là bản lãnh, thì qua thời gian cái bắt đầu nó dương quá cái nó hóa âm đi, sanh ra tâm ngạo mạn. Ngạo mạn thì cực kỳ mất phước, tiền cái gì cũng có nhưng không có hạnh phúc, những người xung quanh xem thường mình, cuối cùng đáng lẽ mình là nạn nhân nhưng cuối cùng á, người ta thương chồng thương con mình và người ta thấy mình là người có vấn đề. Rồi sau đó thì một số chị nữ không hiểu, sau đó càng ngạo mạn lấy tiền chi phối người ta. Hiện nay có rất là nhiều người không biết cái đó, đó là kiếm được tiền sau đó dùng tiền để chi phối chồng, chi phối con, chi phối những người xung quanh bằng tài chính. Các anh chị hiểu cái ý toàn vừa chia sẻ không? Cả nhà thì các chị nữ chú ý này, còn nam giới thì cực kỳ chú ý, đừng quán trách. Trời ơi, nam mà tối ngày quán trách sao được, đâu có ngồi đó mà đi quán trách vợ, quán trách chồng, quán trách con, quán trách người này người kia đâu.
mà đi quán trách bản thân nữa thì thua. Nên là chỉ cần đại kỵ của người nam là quán trách, đại kỵ của người nữ là ngạo mạn, ảnh hưởng phước báo lớn. Được khen cả nhà. Được không ạ? Các anh chị nắm được ý Toàn chia sẻ ha. Nhưng mà mình đừng lo mấy đó nghe. Đó là người mình giữ được sự khiêm tốn thôi. Ví dụ như con bây giờ nó thành công, ví dụ như giờ người phụ nữ thể hiện được sự khiêm tốn khi nào? Đó là khi con nó thành công, cuộc sống gia đình tốt đẹp, thì ngay tức khắc mình cảm giác được thành tựu đó là do chồng mình mang lại, cha mẹ hai bên giúp đỡ, đồng nghiệp yêu thương, mọi cái đó, những cái gì mình có ngày hôm nay do người khác mang lại. Thì tự khắc ngay tức khắc mình đâu có ngạo mạn được. Được không? Các anh chị nắm ý Toàn nói không? Được hen. Sân si. Sân si á, cái này không phải là tánh của mình nha. Cái sân si này không phải là tánh sân, tánh si, mà là giận dữ mê muội á. Nói chung sân si này là khái niệm về giận dữ. Được hen. Thì nam nữ như nhau. Nam nữ như nhau. Có ai để ý có những giây phút đó, mình nóng giận quá mà công sức của mình bỏ ra làm điều gì đó nó công cốc không? Người ta không nhớ trước đây mình đã làm gì, người ta chỉ nhớ lúc mình nóng giận thôi à. Có để ý cái này không? Người ta không nhớ, người ta chỉ nhớ lúc mình giận quá mất khôn thôi. Có để ý không? Có ai? Có ai để ý là mình nhiều khi giận quá mất khôn không? Vậy thì lúc đó tự nhiên cái mình đừng nói giận quá mất khôn thì nó kỳ quá. Mình giận quá mất phước. Mất khôn thì vài bữa khôn lại cũng được, nhưng mất phước thì tạo lại lòi con mắt ra. Nên vì tiếc, tiếc những hạt phước của mình đó. Thay vì hàng ngày mình bảo vệ nó thì mình xài phước cho nó đã. Lấy thà mình lấy mình xài, còn tự nhiên nó thất thoát bực bội lắm. Giống như hàng ngày mình có hạt phước mình xài thì cuộc sống mình vậy. Cái rảnh rảnh cho mình quán trách, không có thì mình ngạo mạn, không có thì mình giận dữ đi. Cái tự nhiên đáng lẽ trung bình mỗi ngày xài có khoảng 3 hạt, 5 hạt, 10 hạt gì thôi. Coi như từ 3 đến 10 hạt đi. Cái ngày ăn cơm ba cử, ví dụ vậy đó. Toàn ăn cơm ngày sáu cử lận, ăn ngày sáu cử Toàn xài tới sáu hạt lận. Toàn được những người xung quanh yêu thương chăm sóc lắm luôn á. Lâu lắm rồi, Toàn không có cái cơ hội rửa một cái chén của cá nhân mình á. Dù muốn rửa nhưng cũng chưa rửa được. Thì nhiều khi thuận duyên là làm. Nhưng mà nhiều khi vừa tính chất nè, vừa xong cái một thời gian này, cái ăn xong là có người ta có rửa này. Độ Toàn thì hiện tại là người thân yêu giặt đồ, vợ Toàn giặt cho Toàn, đi đứng thì có người chở. Tới giờ như thế này thì có mấy em mở Zoom lên cho Toàn set up đèn đuốc rồi này kia. Rồi chút xíu Toàn đang ngồi nói chuyện thôi, tại vì tối một chút thì 10 giờ rưỡi thì Toàn cũng có lớp nữa. Thì cái bắt đầu bà xã Toàn ngay mấy em sẽ pha cho Toàn dinh dưỡng để uống. Các anh chị thấy đi đâu á,
Thầy được ngủ ngủ nơi tốt, được con người yêu thương trân trọng, còn sống như vậy cũng được mười mấy năm vậy rồi đó cả nhà. Thì các anh chị biết mình xài nhiều hạt phước không? Các anh chị nghĩ toàn được các anh chị yêu thương trân trọng như vậy toàn hưởng phước không cả nhà? Các anh chị nghĩ hưởng phước không? Hưởng phước chứ. Cái bắt đầu toàn không có biết quản trị đi, toàn quán trách. Cái sau đó các anh chị nhận được giá trị về sự chuyển hóa, trời ơi, người này khóc lên, người kia khóc xuống, người nọ nói là cuộc đời em đã chuyển hóa ra sao, như thế này thế kia. Cái bắt đầu ngạo mạn, cái bắt đầu mong muốn người ta thay đổi mà người ta không thay đổi như ý nguyện mình, cái sân si, cái 3 giây sau nó mất hết. Hiểu này không ta? Các anh chị nắm ý này không cả nhà? Thay vì thì mình tích lũy từ từ đi, mình chơi cái chiêu là mình có phước nhiêu mình xài bấy nhiêu, đừng có bị thất thoát. Giống như cái hạt phước bỏ vô một cái xô, cái gỗ đi, thì mình ngày nào lấy nhiêu thì mình xài thôi, nhưng không biết cái mình đâm thêm cái lỗ bên dưới nữa, cái nó lọt từ 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 từ, cái bữa nào mình xài hao quá quay lại không còn miếng. Nên là quản trị được những cái này nè, nó sẽ hỗ trợ cho mình tốt lắm. Thì nếu mà để nén né sân si này á, thì các anh chị có sự an vui bao dung là giận dữ tự biến mất à, an vui bao dung là giận dữ tự biến mất, được không? Rồi mình tạo phước thêm thì mình làm gì các anh chị? Mình tạo bảy bố thí hôm qua nói á, mình tạo phước nhưng mà mình bảo vệ trước anh, giữ được tiền, học cái cách giữ tiền trước hoặc là xài tiền ý nghĩa gì trước, sau đó kiếm tiền nó sẽ hay hơn. Còn kiếm tiền mà không giữ được tiền nó cũng trở nên vô nghĩa không ha. Vậy thì mình đừng có thất thoát cái này, được không? Rồi, tà dâm thì mất phước. Đối với cái khái niệm tà dâm á, nó tương đối rộng. Ví dụ như người đạo hồi ở Malai đi, họ được quyền có 4 vợ. Người Việt chúng ta thì pháp luật quy định là một vợ một chồng. Rồi ngày xưa sự quy định đó xã hội chưa lên án cao, thì ngày xưa đàn ông có người này người kia thì cũng thấy bình thường. Mà phụ nữ thì ngày xưa lên án người phụ nữ, nếu người phụ nữ có nhiều người quá thì cũng bị. Nhưng mà thời gian dần 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 phương Tây thì sự tà dâm nó không có khắt khe đối với người nữ nhiều như phương Đông. Nhiều dân tộc là người nữ được quyền ăn nằm với bất kỳ ai, thì đó là một cái sự đồng thuận của con người, nên người ta không có ai đau khổ. Thì về mặt tà dâm này nó rất là rộng, và mình cũng không biết cụ thể cái gì là ánh sáng của tà dâm để sao à, để đã tránh hết trơn á. Nhưng mà nó có đạo lý, nếu con người sống có triết lý, có đạo lý thì sẽ tự xa những cái này, có triết lý có đạo lý thì tự xa dần những cái này, được không? Tại vì nếu mà sống không có triết lý, không có đạo lý thì sẽ tự trong tổng nghiệp á, nó tự dẫn dắt, và nó tổng nghiệp nó gọi về, nó sẽ tổng duyên á, nghiệp duyên của con người khủng lắm. Rồi trong
trong viên quan trường thì người ta muốn hạ bệ một con người nào xuống thì người ta thường người ta gài vào tà dâm để người ta hạ xuống. Thì đối với tà dâm, mất phước vì danh là cao. Các anh chị có quan sát xã hội, các anh chị quan sát người này người kia, cái tự nhiên vướng tới cái này cái kia không, trai gái nam nữ đó không, và người ta cố tình làm điều đó để hạ bệ con người á. Cả nhà hiểu nữa không ta? Nhiều lắm á, nên là cũng ảnh hưởng đến phước báo con người lớn. Rồi chấp kiến. Kiến là cố chấp theo chiều hướng âm rồi. Vậy thì muốn hạ bệ ai đó thì dùng mỹ nhân kế hả thầy hả? Cái đó chưa biết. Nhiều khi kế của mình chưa thành thì mình đã chết rồi. Chấp kiến là kiến theo cái chiều hướng âm á, là cố chấp, chấp vào điều mình cố chấp thì nó sẽ bôi đen công đức. Dạ. Vậy thì làm sao để ánh sáng gì cho cái chấp kiến đây? Khiêm tốn hả? Khiêm tốn không? Đồng thuận hả? Cũng không. Trí tuệ hả? Trí tuệ, nhưng trí tuệ bậc nào mới được? Đó là nhận thức bậc ba. Bậc ba của trí tuệ thì nó sẽ ánh sáng của chấp kiến. Trí tuệ bậc ba, những ngày tới chúng ta học sao? Công đức bị bôi đen rồi thì làm sao bị hết hả? Đối với công đức á, thì con người tích lũy á, vĩnh cửu sẽ được tích lũy vào trong cái vỏ bọc tánh chân thật á, là được tích lũy vĩnh cửu. Theo góc nhìn của nhà Phật thì công đức là tích lũy đời đời. Nhưng mà bị bôi đen thì phải chấp nhận để đó. Tới khi sau này á, con đường của một người nào đó đi về cõi vô sanh á, thì tại trung tâm vận hành luân hồi mà trước khi đi về á, nó sẽ tự sáng lên sau. Chứ đời sống vật lý này bị bôi đen rồi, nó không có tự sáng lại được. Mình chỉ có tích công đức thêm thôi. Các anh chị tích thêm các hạt công đức thêm thôi, chứ các anh chị đừng có ham rửa cái đen đó của công đức nữa. Mà chúng ta sẽ dùng sau này, dùng đối với những nhà Phật thì chúng ta sau này dùng nó khi mất thân này, muốn đi về cõi vô sanh gì đó thì nhà Phật người ta chia sẻ ý đó. Thì các anh chị quên nó đi, công đức có bôi đen thì mình làm gì? Tích lũy thêm. Còn phước đức mà có gì à, có mất thì tích lũy tiếp. Cứ như vậy ngày qua ngày, tháng qua tháng các anh chị tích lũy thêm. Chứ hơi đầu tập trung vào việc lấy lại công đức trước đây hay là phước đức trước đây hay làm bôi đen gì chi cho nó phức tạp, cứ vậy đó làm tới được không? Hiểu này hay cả nhà? Thì những điều này nó ảnh hưởng đến công đức phước đức của chúng ta. Rồi
Bắt đầu chúng ta sẽ bước qua học tập một cái khái niệm rất là quan trọng. Để từ đó trở đi các anh chị có cái nhận thức tầm quan trọng của khối điện từ đối với cuộc sống của chúng ta. Toàn xin phép toàn chuyển ha. Toàn chuyển nội dung nha cả nhà. Rồi. Nó có một cái khái niệm mà chúng ta cần phải nắm. Về đây là một cái khái niệm của vật lý mà chúng ta nắm thì chúng ta mới hiểu hiểu hết được nội dung chuẩn bị chúng ta đây nói chuyện. Khái niệm nó tên gọi là tần số rung động năng lượng. Nó có một cái khái niệm tên gọi là tần số rung động năng lượng. Các anh chị lặp lại 3-4 lần cái này giúp toàn để chúng ta nhớ ha. Từ giờ trở đi khái niệm này nó trở nên quan trọng trong cuộc đời mình rồi đó. Thì trước khi toàn nói về sự quan trọng của nó, toàn muốn cho các anh chị làm quen với nó một cái bằng cách đọc nó. Đó là tần số rung động năng lượng. Tần số rung động năng lượng. Tần số rung động năng lượng. Vậy thì trong quá trình nghiên cứu về về vật chất các nhà cả nhà thì các nhà khoa học á họ đã phát hiện ra những cái vật chất cấu trúc của vật chất mà nó càng nhỏ 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 xíu luôn của vật chất á thì họ phát hiện ra chính là những cái hạt. Các anh chị nghe những cái hạt cơ bản không cả nhà? Các anh chị nghe về những hạt cơ bản không ạ? À? Các anh nghe về phân tử, nguyên tử đúng không? Thì sau đó thì có những hạt cơ bản. Thì để cấu trúc nên cái cơ thể con người chúng ta hay cấu trúc nên bất kỳ cái vật chất nào thì cũng cấu trúc từ các hạt cơ bản này mà tạo nên. Được ha? Đầu tiên nếu các anh chị chưa biết thì các anh chị thừa nhận nó một cái đó là cấu trúc càng nhỏ 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 luôn cơ thể con người nếu phân ra tính chất vật lý thì nó là do các hạt mà tạo nên. Thì theo các anh chị các hạt này nó có di chuyển không cả nhà? Vật chất theo cái nhìn về hình thù của vật chất vậy đó chứ chúng ta biết là nó luôn di chuyển không ạ? À? Nó luôn di chuyển đúng không ạ? À? Nó có sự di chuyển. Vậy thì có những hạt nó sẽ di chuyển nhanh, có những hạt nó di chuyển chậm. Đúng không ạ? À? Vật chất khác nhau mà. Nên là nếu những hạt nó di chuyển chậm, có những hạt di chuyển nhanh và có những hạt di chuyển rất nhanh. Những hạt này di chuyển chậm thì mình có thể nói nó sẽ tạo ra tần số rung động năng lượng thấp. Những hạt này nó di chuyển nhanh thì nó tạo ra tần số rung động năng lượng cao. Và rất nhanh có thể tạo ra một cái tần số rung động năng lượng siêu cao. Ví dụ như vậy. Vậy thì có những cái mình nhìn thấy được trong mắt của mình và có những cái nó trở nên vô hình trong mắt của chúng ta không ạ? À? Ví dụ như hiện nay nó di chuyển rất nhanh đi là nó tạo thành sóng thì các anh chị thấy sóng điện thoại, sóng wifi, sóng này, sóng kia. Có phải các anh chị thấy nó vô hình trong mắt của mình không? Cả nhà. Vậy thì có những cái chúng ta xung quanh chúng ta nhìn thấy xung quanh đó mình nhìn thấy các anh chị thấy nhiều cái không ạ? À? Ví dụ như có cái ly này đây
chúng ta thấy, nhưng xung quanh cái ly này thì chúng ta sao ạ? Chúng ta không thấy. Nên những gì chúng ta đang nhìn thấy thì thông thường như thế này chúng ta gọi là vật chất, đúng chưa? Còn nếu những gì không thấy xung quanh này thì chúng ta gọi là gì cả nhà? Chúng ta gọi là gì ạ? Là không gian, được chưa? Vậy thì các nhà khoa học mới đặt ra câu hỏi cho chúng ta rằng tại sao chúng ta thấy một cái điều gì đó? Tại sao chúng ta thấy một cái gì đó? Ví dụ như đây mình giả bộ đi, mình ở đây có một cái, mình ví dụ như đây có một cái gì đó để trên một cái bàn đi. Ví dụ như các anh chị thấy đồ vật gì để lên bàn, để đây, mình vẽ một cái hình tướng một vật gì đó để trên một cái bàn đi, để trên một cái nền gì đó à, chúng ta gọi cái này nè là vật quan sát. Và có một người nhìn vào nó, có con mắt ha, có mắt nhìn vào, thì chúng ta gọi cái này là người quan sát. Thì tương tự chúng ta có cái ly, chúng ta mắt nhìn vào nè, các anh chị nhìn vào cái ly nè, chúng ta thấy nó, thì cái này là đại diện cho vật quan sát, còn chúng ta là người quan sát. Vậy thì đặt ra câu hỏi là tại sao Toàn và các anh chị thấy cái ly này? Thì các chuyên gia, các nhà khoa học á, họ nói cho chúng ta, người quan sát á và vật quan sát tương đồng với nhau về tần số rung động năng lượng. Nó được có khái niệm được gọi là tương đồng. Người quan sát và vật quan sát tương đồng với nhau về gì ạ? À? Về tần số rung động năng lượng á. Thì người quan sát và vật quan sát tương đồng với nhau về tần số rung động năng lượng thì sao ạ? À? Vật quan sát trở thành vật chất của người quan sát. Được không? Còn nếu nó khác với nhau về tần số rung động năng lượng thì trở thành không gian trong mắt của người quan sát. Đề cử đơn giản là cái tay của Toàn di chuyển chậm nè, các anh chị thấy, nhưng di chuyển nhanh là mơ hồ, mà siêu nhanh thì sao? Nó sẽ vô hình. Vậy thì nếu một cái chiếc, chúng ta đang đứng yên, một tàu cao tốc chạy ngang với vận tốc 1000 km/h, thì theo các anh chị trong một tích tắc nó vô hình trong mắt của mình không? Một tích tắc thì sao ạ? Nó sao cả nhà? Nó biến mất. Nhưng nếu chúng ta ngồi trên một tàu cao tốc tương đồng với 1000 km/h với chiếc tàu cao tốc đối diện, theo các anh chị thấy rõ mồn một màu sắc của tàu, coi chừng vẽ cái gì kiểu sao, người đi lại trong đó làm sao, các anh chị thấy hết được không? Thấy không cả nhà? Thấy. Vậy thì các chuyên gia giúp đỡ cho chúng ta, họ định nghĩa cho chúng ta là gì? Nếu chúng ta giới hạn ở những gì mình nhìn thấy là đại diện cho vật chất, thì con người mình bị giới hạn, nó giới hạn quá lớn, bị vật chất nó gò bó, nó ép mình. Có nghĩa là gì? Những gì thấy thì mới là vật chất. Thì khi thấy thì chúng ta mới cảm nhận được cái sự tồn tại của nó. Nếu chúng ta có nhận thức những gì thấy thì dần 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 trong cuộc sống của mình, những gì chúng ta không thấy thì coi như nó không tồn tại, thì khả năng sở hữu những điều đó nó quá kém đi. Nên các chuyên gia chỉ điểm cho chúng ta, bây giờ mình định nghĩa khác đi về vật chất.
vật chất, nó được gọi là vật chất thì nó là sao ạ? À? Người quan sát và vật quan sát thì sao ạ? À? Tương đồng với nhau về về tần số rung động năng lượng, thì vật quan sát trở thành vật chất của người quan sát. Vậy thì toàn hỏi với các anh chị, tại sao chúng ta thấy cái ly này? Đầu các anh chị lý giải rất khoa học cho toàn nghe. Tại sao chúng ta thấy cái ly này? Tại sao chúng ta thấy cái ly này cả nhà? Mình đâu có nói do tương đồng tần số rung động năng lượng được, tại vì chắc chắn tương đồng rồi. Các anh chị à, cái ly này cấu cấu tạo bằng từ đâu cả nhà? Cái ly này cấu tạo từ đâu à? Từ đất. Đúng không? Cái ly này cấu tạo từ đất. Đúng chưa? Thân của con người có tạo từ đất không cả nhà? Thân của con người có cấu tạo từ đất không? Từ đất. Nên chúng ta tương đồng về tần số rung động năng lượng với ly. Nên ly này trở thành vật chất trong cái quan sát của chúng ta. Được chưa? Được không? Vậy thì nè, nếu mình nói như vậy, cái gì vật chất là nó có cảm nhận đúng không? Vậy thì gió nè, theo các anh chị gió là vật chất không? Gió theo các anh chị vật chất không? Tại sao chúng ta cảm nhận được sự tồn tại của gió? Tại vì cơ thể chúng ta sao à? Cơ thể chúng ta sao? Được tạo từ gió, từ khí, nên các anh chị cảm nhận được nó. Nhiệt nè, chúng ta gợi gì nóng lạnh, các anh chị cảm nhận được không? Cả nhà cảm nhận được nóng lạnh không? Nên tại sao cái môn tác động cột sống á, thời gian qua thì chúng ta cũng cộng tác với thầy Tấn hỗ trợ cho cộng đồng để làm sao để tự biết chăm sóc sức khỏe cho cá nhân mình bằng bàn tay. Thì trong cái môn tác động cột sống á, các chuyên gia mới gà lên cột sống của chúng ta xem coi nhiệt nó phát sinh trong cái cột sống đó từ trên xuống dưới kiểu làm sao. Tại vì đối với cột sống nó sẽ liên đến dây thần kinh đối với cơ quan nội tạng. Cột sống á nó sẽ kết nối thần kinh. Vậy thì vùng nào có nhiệt kiểu làm sao làm sao làm sao thì người ta gà sót trên cái yếu tố kinh đốt sống lưng á, người ta sẽ dự đoán được sự bất ổn sức khỏe và người ta tác động sao để cân bằng lại cái đó. Thì nó tác động vào cơ quan nội tạng thì nó hỗ trợ ngoài điều chỉnh đốt sống chuẩn lại rồi, bên cạnh đó nó còn tác động chỉnh sửa lại cái nội tạng trong cơ thể, bảo vệ sức khỏe của con người chúng ta chủ động nữa. Được chưa? Nên cái môn tác động cột sống là một môn mà người ta nhựa vào nhiệt á, người ta dự đoán bất ổn sức khỏe. Được ha. Thầy Tấn cũng là thầy master, thầy học master của WIT. Thầy cũng hỗ trợ cộng đồng chúng ta, toàn cũng đang từng bước hỗ trợ cho thầy mở ra cái môn đó là Diệu Thủ Y Sư. Nhưng mà đang đang từng bước hoàn thiện dần dần, chừng nào đó thông báo cho các anh chị. Dạ. Ngày. Vậy thì vật quan sát và người quan sát tương đồng với tần số rung động. Vậy thì bây giờ nếu xét về vật chất và không gian, thì nếu chúng ta phá chấp đi thì chúng ta đừng có thấy những gì thấy nó là vật chất nữa, mà cứ tương đồng với tần số rung động giữa người quan sát và vật quan sát thì sao ạ? Thì cái đó là vật chất của người quan sát. Còn nếu không tương đồng thì nó là gì cả nhà?
Nếu không tương đồng nó là gì ạ? À? Nó là không gian hay là yếu tố vô hình hay yếu tố phi vật chất của người quan sát? Vậy thì nếu chúng ta mở rộng cái khái niệm đi, thì chúng ta hoàn toàn có thể nói là ngoài cái chuyện nhìn thấy, có phải là còn cảm thấy, còn nhận thấy không ạ? À? Còn cảm nhận không cả nhà? Cả nhà, ngoài cái việc nhìn thấy thì có phải còn cảm thấy, còn nhận thấy, còn cảm nhận không ạ? À? Vậy thì đặt ra câu hỏi nè. An vui là vật chất hay là yếu tố phi vật chất? Theo các anh chị, an vui là yếu tố vật chất hay là yếu tố phi vật chất? Nếu chúng ta xét thì nó là phi vật chất, đúng chưa? Nhưng nếu người nào đó tương đồng, nếu người nào đó tương đồng tần số rung động năng lượng với nó, thì có cảm nhận được sự an vui không cả nhà? Cả nhà cảm nhận được thì chúng ta có thể định nghĩa như sau: an vui là vật chất đối với những người tương đồng với cái trạng thái đó, còn phi vật chất hay là không gian đối với những người không tương đồng. Nên an vui hạnh phúc nó có thể mãi mãi là không gian của những người không tương đồng, nhưng nó là vật chất của những con người tương đồng, được không cả nhà? Các anh chị hiểu ý này không ạ? À? Theo các anh chị hạnh phúc có tồn tại không ạ? À? Theo các anh chị hạnh phúc có tồn tại không? Theo các anh chị hạnh phúc có tồn tại không? An vui có tồn tại không? Trân trọng biết ơn có tồn tại không? Bao dung có tồn tại không? Tất cả những cái trạng thái đó nó đều tồn tại hết. Tất cả những điều đó nó đang đều tồn tại. Nhưng mà người nào tương đồng với tần số rung động năng lượng nào thì sao ạ? À? Thì sẽ có cái trải nghiệm tương đồng như vậy. Sẽ có cái nhận thấy điều đó, cảm thấy điều đó. Và sao ạ? À? Có khả năng sở hữu nó. Còn nếu người nào không tương đồng thì coi như là không gian của người đó. Chúng ta hiểu tới đây không cả nhà? Các anh chị hiểu tới đây không ạ? À? Vậy thì hiện tại có thể một số anh chị mới đến đây thì có thể an vui hiện tại là không gian của các anh chị, đúng chưa? Nhưng mà thời gian tới đây nó có khả năng trở thành vật chất của các anh chị không ạ? À? Nếu chúng ta đừng có chấp vào việc cái gì chúng ta thấy thì mới là vật chất, thì cảm thấy nhận thấy nữa thì nó là vật chất, bởi vì nó tương đồng thì chúng ta đều được mà, được không? Anh chị nắm tới đây ha. Rồi bắt đầu mình hiểu cái đồ hình này một cái, rồi Toàn sẽ lý giải cho các anh chị sâu sắc ha. Con người mình á khó hiểu quá hả? Đâu có ai khó hiểu, giơ tay lên nè. Có ai nói mơ hồ gì đó giơ tay đi. Ừ. Mở cam mình Toàn mới biết các anh chị giơ tay. Anh chị không có mở cam, Toàn không có biết. Toàn biết các anh chị giơ tay nhưng Toàn không mở được. Các anh chị phải mở cam, Toàn mới mở được. Mở camera. Các anh chị hỏi á. Rồi, hạnh hứa. Sao? Sao chị Hạnh? Dạ thưa thầy. Rồi, chị nói em mới vào học nên là cũng thấy nó hơi chị mới vào ngày đầu tiên luôn hay là học từ đầu tới giờ rồi? Em học được hôm nay là ngày thứ ba thầy ạ. Ngày thứ ba hả? Vâng ạ. Thứ ba cũng hiểu được khái niệm rồi, chị nói đi. Chị không hiểu gì à? Dạ
cái chỗ phần vật chất ạ. Vật, thầy vừa lấy ví dụ an vui hạnh phúc là vật chất của những người tương đồng và phi vật chất của những người không tương đồng, thì em còn hơi bối rối một tí thầy ạ. Bây giờ chị hiểu là những gì chị thấy được là do đâu mà chị thấy được chưa? Những gì chị đang quan sát, chị thấy được nó trong mắt của chị, là chị có biết do đâu mà chị thấy chưa? Thưa thầy, theo cái này là do tương đồng. Có do... nghĩa là bản thân của mình đó, tương đồng tần số rung động năng lượng với cái vật gì á. Vâng. Thì mình sẽ nhìn thấy nó, vật quan sát và người quan sát nếu tương đồng với nhau thì tần số rung động năng lượng thì... Vâng. Vật quan sát trở thành vật chất của người quan sát, được không? Vâng ạ. Chị hiểu tới đây không? Vâng ạ, biết anh thầy ạ. Có. Vậy thì hiện tại á, do con người chúng ta bị dính chấp vào cái khái niệm vật chất là những gì mình nhìn thấy bằng mắt mới đại diện cho vật chất. Vâng ạ. Nên có rất là nhiều yếu tố phi vật chất hiện tại mình không có khả năng sở hữu được nó, tại vì nó phi vật chất mà đâu có sở hữu được. Vâng ạ. Nên các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta cái cách phá chấp nó đi. Bằng cách là gì? Chỉ cần tương đồng tần số rung động năng lượng, nó là vật chất của người quan sát thôi. Vậy thì thay vì an vui là yếu tố phi vật chất, đúng chưa? Vâng ạ. Là yếu tố không gian, tại vì mình không thấy nó, đúng không? Vâng ạ. Thì các cao nhân chỉ điểm là đừng có chấp vào yếu tố nhìn thấy nữa, mà có yếu tố nhận thấy, có yếu tố cảm thấy, có yếu tố cảm nhận, là nó đã là vật chất rồi, được chưa? Dạ, em hiểu rồi thầy ạ. Cảm ơn thầy, biết ơn thầy ạ. Rồi sau đó, vậy thì mình mới định nghĩa nè. An cảm vui thấy, nhận thấy, nhìn thấy là vật chất hay phi vật chất, nó không lệ thuộc vào cái đó nữa, mà nó lệ thuộc vào người đó có tương đồng tần số rung động năng lượng để cảm nhận nó không. Nếu cảm nhận được nó thì ngay tức khắc nó thành vật chất của mình. Còn có thể là không gian của người khác, là phi vật chất của người khác, nhưng mà là vật chất của bản thân mình. Dạ, vâng, em biết, em hiểu rồi ạ, biết ơn thầy ạ. Vậy thì hạnh phúc theo chị là vật chất hay là phi vật chất? Thưa thầy, hạnh phúc này, tức là theo chị là vật chất hay là phi vật chất, hay là vật chất hay là không gian? Hạnh phúc nó cũng là vật chất của những người tương đồng và... Dạ không, và... em hỏi chị chứ em không hỏi những người. Em hỏi dạ. Chị á. Em hỏi chị là hạnh phúc là vật chất hay là không gian? Vật chất, hạnh phúc là không gian. À, đối với em là vật chất. Tại vì em cảm thụ được nó. Còn chị hiện tại cảm thụ được hạnh phúc chưa? Em cảm thụ được hạnh phúc rồi ạ. Được, sao không sao lại là không gian? Nếu đã được thì nó là gì? Chị khẳng định nó là vật chất đối với chị. À, vâng. Hiểu ý này không? Thưa thầy, bây giờ em hiểu nó là hạnh phúc, nó cũng là vật chất ạ. Đối với mình. Và cụ thể hạnh phúc là gì, những ngày tới mình vật chất hóa nó ra cụ thể nữa, chị sẽ thấy rất là khủng khiếp. Là thì ra nó là vật chất mà ngày xưa giờ mình vô tình mình bị cái nhìn thấy che mờ, chứ thực chất mình đã sở hữu nó rồi. Dạ, vâng ạ. Những ngày tới. Nên nhiệm vụ của em đó là sao? Nâng nhận thức nội tâm của các anh chị để nâng cao tần số rung động năng lượng, để cảm thụ những yếu tố vô hình đó đó, nó trở thành hữu hình trong nhận thức của chị hết luôn. Dạ, dạ, em biết anh thầy. Em lấy ví dụ thêm nè. Một người bác sĩ học ngành y, hen, một người học ngành y, đặc biệt là bác sĩ, thì có phải nhiều khi họ quan sát một con người, đặc biệt là lĩnh vực đông y đi, họ quan sát một con người cái họ thấy sức khỏe của người đó liền, nhưng người bình thường không thấy, có đúng chưa? Vâng ạ. Vậy thì nó vô hình trong mắt của chị đi, nhưng mà nhiều khi nó hữu hình trong nhận thức của em khi em quan sát một người nào đó về sức khỏe, đúng chưa? Vâng ạ. Vậy thì lúc đó nó vật chất của em nhưng mà không gian của chị. Vâng. Chị hiểu ý em nói không? Dạ, em hiểu ạ, biết anh thầy. Có nghĩa là bệnh tật hay bất ổn sức khỏe gì thì có một số con người ta nhìn vô gương mặt thôi. Vâng. Nhìn vô cả người ta biết người đó bệnh gì, nhưng mà mình hình toàn mình cũng không biết,
là bởi vì lúc đó là không gian của mình, còn nó là vật chất của người ta. Vâng ạ. Vậy thì nó có một cái câu nói để đại diện cho cái này, đó là gì? Vô hình trong mắt của người khác nhưng mà hữu hình trong nhận thức của trong chúng mắt. Ta và chúng ta. Vâng ạ. Được không cả nhà? Cả chị hiểu ý Tần nói không? Cả nhà nắm ý Tần vừa chia sẻ không ạ? Cả nhà nắm được không? Có số anh chị nói Nguyễn Thị Nương nè, bên dùm thứ hai nói khó hiểu quá nè, có hiểu chưa? Nó đơn giản gì mà có gì đâu khó hiểu. Mình đừng gọi nói khó hiểu là nghe được liền à. Rồi, con gái Khôi Nguyên muốn hỏi gì con? Dạ, con muốn hỏi là tần số rung động năng lượng là gì? Nó có một cái định, con cứ những cái hạt này nè, nó di chuyển lên xuống theo một cái người ta tính trên dây, người ta tính trên dây cái sự di chuyển á, lên xuống di chuyển sao thì nó tạo nên tần số. Thầy vài bữa cái kiến thức vật lý á, cái con học tới hình như lớp mấy nó có khái niệm tần số, con còn thiếu một chút xíu kiến thức phổ thông đó. Thì bây giờ giúp đỡ thầy, con thừa nhận nó là nó diện chút, nó liên quan tới từ tần số là sự rung động đó. Một cái gì đó nó di chuyển lên xuống theo một cái trục nào đó, cái nó di chuyển bao nhiêu trên dây gì đó thì nó tạo nên tần số. Thì những ngày tới sau này con học sau, hoặc là con lấy định nghĩa từ từ, con nếu con học trước thì con mở rộng trước, được không? Con chỉ nhớ đơn giản đây, đó là bản thân con sẽ phát ra một cái nguồn năng lượng nào đó, được chưa? Con có biết được mình có khả năng phát ra một nguồn năng lượng nào đó không? Dạ, con nhớ là hình như hôm bữa con xem trên phim là người ta cũng có giới thiệu là con người có thể phát ra ánh sáng, nhưng mà nó chưa có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ừ. Vậy thì theo con nè, lúc mà con buồn, con đau khổ thì năng lượng con phát ra nhiều, cao hay là phát ra dữ hay là phát ra thấp? Dạ, con nghĩ là phát ra cao. Buồn đau khổ á, buồn đau khổ thì phát ra cao hay thấp? Con nghĩ là phát ra thấp rồi. Đúng rồi. Vui vẻ thì sao? Dạ thì nó phát ra cao. À, vậy thì con chỉ nhớ là gì? Năng lượng của con phát ra như vậy đó, trạng thái của con, cái kiểu con phát ra, cái tầng có phát ra năng lượng vậy đó, nó sẽ đại diện cho con trải nghiệm cuộc đời này kiểu sao. Ngày nào mà con buồn thì thấy xung quanh nó sẽ ảm đạm, ngày nào con vui thì thấy xung quanh nó tươi mới, được chưa? Dạ rồi, con biết không thầy? Vậy thì thầy định nghĩa là khi đó tần số rung động năng lượng của con thấp thì nó sẽ dẫn đến những trải nghiệm cuộc sống xung quanh của con nó tệ, nó như bất như ý diễn ra. Còn nếu mà tần số rung động năng lượng con cao thì con sẽ trải nghiệm những cái xung quanh như ý nó tốt, nó diễn ra. Nếu con có những cái tần số rung động năng lượng con siêu cao nữa thì đời sống tinh thần của con rất là tốt. Con hiểu tới đây không? Dạ rồi thầy, con biết ơn thầy. Vậy thì ngày nào con vui vẻ thì theo con cuộc đời này con sẽ ra sao? Dạ thưa thầy, cuộc đời này con sẽ tươi mới. Tươi mới, như ý chuyển đến. Vậy thì nếu con trân trọng biết ơn cha, trân trọng biết ơn mẹ, trân trọng biết ơn cây viết, trân trọng biết ơn những cái xung quanh hết, thì theo con những cái gì như ý nó đơn giản nó đến với con không? Dạ có thầy. Nhưng mà nếu giả dụ nghe, con quán trách cha, quán trách mẹ, quán trách bạn bè thì theo con những cái điều bất như ý nó sẽ đến không? Dạ có thầy. Ồ, vậy thì khi mà sự quán trách đó nó xảy ra đó, nó làm cho tần số rung động năng lượng mình nó hạ xuống, còn mình vui vẻ, biết ơn, yêu thương thì nó tăng lên. Hiểu ý này không?
Dạ hiểu, con biết ơn thầy. Rồi, vậy ý nghĩa vậy đó. Còn lý giải cái từ thuật ngữ này thì vài bữa con học á, cái nó có cái khái niệm được ha, Dạ. con hiểu đơn giản vậy thôi. Rồi vậy thì sẵn ý kiến của bạn bạn Khôi Nguyên á cả nhà, có nghĩa là một người nào đó có tần tần số rung động năng lượng của một con người nè, tần số rung động, tần số rung động năng lượng của một người thì ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình trải nghiệm nhân sinh của người đó. Trải nghiệm thế giới của người đó và trải nghiệm vũ trụ của người đó. Các anh chị đã từng nghe mây tầng nào gió tầng đó, gió tầng nào mây tầng đó rồi không cả nhà? Các anh chị đã từng nghe cái câu nói đó không? Vậy thì mỗi một con người có tần số rung động năng lượng như thế nào phát ra sẽ tương ứng với cái sự trải nghiệm nhân sinh như vậy, trải nghiệm thế giới như vậy và trải nghiệm vũ trụ như vậy. Thì các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta đó là nếu tần số rung động năng lượng mà thấp á thì đa phần sẽ trải nghiệm các cuộc sống bất như ý. Tần số rung động năng lượng cao á thì trải nghiệm cuộc sống như ý đối với vật chất. Còn nếu siêu cao thì như ý đối với tinh thần, hay còn gọi là những đời sống về trải nghiệm nhân sinh nó sẽ siêu cao là đời sống tinh thần tốt, cao là đời sống vật chất tốt, còn thấp là đời sống tinh thần và cả vật chất đều sao à? Đều kém. Và có những cái cuốn sách nói về những điều này không cả nhà? Có những cái cuốn sách nói những điều này các anh chị tự kiếm sách đọc được không? Các anh chị tự cuốn sách ra người ta đo, người ta đo, người ta tìm hiểu. Thì hiện nay là có nhiều cái nghiên cứu người ta đo, người ta nói thôi, mình cũng chưa biết cụ thể. Người ta không có nói cụ thể kiểu sao nhưng mà người ta lý giải ra là tần số rung động năng lượng của con người phát ra như vậy đó thì nó đại diện cho trải nghiệm nhân sinh, trải nghiệm thế giới và trải nghiệm vũ trụ của chúng ta. Thì nó ứng dụng ở thấp, cao và siêu cao. Được ha. Vậy thì đặt ra một câu hỏi, đó là tần số rung động năng lượng của một người do đâu mà tạo nên? Thì các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta là thân của người đó, cái thân của họ có nghĩa là gì, là sức khỏe của họ hay còn gọi là thân nè, thân của họ cộng với trạng thái nội tâm. Trạng thái nội tâm của một con người hay còn gọi là trạng thái rung động điện từ của nội tâm á, hay gọi tắt là trạng thái nội tâm của một người ảnh hưởng đến tần số rung động năng lượng của người đó cộng với thân của họ nữa. Đó là gì nè? Tần trạng thái nội tâm của người đó là có âm, có dương và trạng thái nội tâm có cân bằng. Hôm trước các anh chị đã học á, các anh chị toàn có nói với các anh chị á. Vậy thì khi trạng thái nội tâm mà theo chiều hướng âm, giống như toàn mới nói với Khôi Nguyên là mình buồn đau, mình oán trách, thì khi đó tần số rung động năng lượng sẽ thấp. Còn nếu mà trạng thái nội tâm theo chiều hướng dương thì tần số rung động năng lượng sẽ cao, nhưng mà trạng thái nội tâm cân bằng thì sao ạ? À? Tần số rung động năng lượng siêu cao. Nhưng mà trạng thái nội tâm nó tác động tới tần số rung động năng lượng thôi thì chưa đủ, nó còn phải có thân nữa. Nên thân mình khỏe thì ngay tức khắc sao ạ? À? Trạng thái nội tâm cân bằng và hướng dương thì nó phát ra được tần số rung động năng lượng cao liền. Còn nếu thân tệ thì chúng ta phát ra tần số nó sẽ thấp đi. Được không? Cả nhà hiểu không? Vậy thì đơn giản nè, nếu chúng ta cảm nhận thân này
nếu chúng ta các anh chị cảm nhận thân này là tự tạo từ đất, hay còn gọi là thân này là cơ bắp, thì theo các anh chị tần số rung động năng lượng của thân nó thấp hay nó cao? Cả nhà. Thấp. Nhưng nè, nếu mình cảm nhận được thân này được tạo từ khí, giống như là cơ thể mình nó tạo từ khí nè. Thân này có khí. Có khí tạo nên. Ví dụ như các anh chị cảm nhận được cơ thể này, sức chứa của cơ thể này là có khí. Không phải là cảm nhận, đây là một cái thân của con người mình á, là nó nặng nề nữa bằng đất nữa, mà là bên trong của mình toàn bộ là các ống khí, tay chân mình là khí. Thì theo các anh chị nếu cảm nhận đó, thì cảm nhận được thể khí trong cơ thể, thì theo các anh chị tần số rung động năng lượng của thân nó tăng cao lên không? Theo các anh chị vậy nè. Cái chân mình đầy ống khí thì mình dở lên nó nhẹ nhàng, và ngay cả squat cũng vậy. Có một số anh chị hỏi sao cộng đồng của mình á có khả năng squat nhiều vậy, tới gần chục ngàn cái vậy, mấy chục ngàn cái vậy, là bởi vì mình squat không phải, thân này không phải bằng đất, không phải bằng cơ bắp, mà là khí nè. Mình cảm nhận có cái thể khí trong cơ thể, cảm nhận là cái thể khí. Thì khi mà mình cảm nhận được thể khí trong cơ thể này, bắt đầu sao ạ? Mình đứng lên, mình ngồi xuống nè, mình cảm nhận được cái thể khí, mình cảm nhận được cái thể khí trong cơ thể của mình đã, mình cảm nhận được cái thể khí. Thì khi mà các anh chị cảm nhận được thể khí trong cơ thể nè, thì các anh chị không phải đứng lên ngồi xuống này bằng cơ bắp nữa, mà các anh chị làm gì ạ? Đứng lên ngồi xuống thì nguyên cái ống khí nè trong cơ thể, thì cứ lên xuống, tống khí ra ngoài tay nè, trả khí lại tay, tống khí ra tay, trả khí lại chân. Các anh chị hiểu ý này không ạ? Tống khí ra tay, trả khí lại chân nè. Cái tìm được cái khoảng nghỉ trong quá trình vận động, hiểu này không? Các anh chị ngay tức khắc khi cảm thụ được cái thể khí trong cơ thể là tần số rung động năng lượng của thân đã sao ạ? À? Đã sao cả nhà? Chạy cũng vậy ha. Chạy hay bất kỳ cái gì vận động mà các anh chị cảm nhận được cái thể khí thì nó sẽ nhẹ. Hoặc là các anh chị có thể xây hông giữa trục nè. Các anh chị thấy xây hông giữa trục, cảm nhận được ống khí trong cơ thể nè. À, cảm nhận được ống khí trong cơ thể. Các anh chị sao ạ? Cảm nhận được cái khí trong cơ thể thì tự nhiên cái tần số rung động năng lượng của thân đó sao ạ? Nó tăng lên. Vậy thì một con người thiếu khí thì theo các anh chị họ yếu không? Cả nhà. Thiếu khí thì yếu. Vậy nhưng mà căng đầy khí trong cơ thể, thì ví dụ như giờ các anh chị căng đầy khí nè, các anh chị say này thôi, thì nó cũng khác đó. Ống khí trong cơ thể nó say nè, giữ trục đầu nè. Các anh chị say. Các anh chị say này mà chúng ta đang nói chuyện bình thường nãy giờ, các anh chị để ý là toàn vừa tập luyện nhưng mà vừa nói chuyện bình thường không? Cả nhà. Cả nhà hiểu hiểu được cái này không ạ? À? Cả nhà nắm được ý không? Nè, cái ống khí nè nó thông suốt nè, thì các anh chị nói chuyện nó không bị ảnh hưởng giọng. Còn nếu chạy bộ, các anh chị chạy đi, ví dụ như chạy
mà nó không ảnh hưởng giọng là có nghĩa là các anh chị vận động bằng tay chân thôi. Hiểu ý nào? Vậy thì cảm nhận được thể khí trong cơ thể thì các anh chị sẽ tự khắc nâng cao được tần số rung động năng lượng của thân. Nên ai chưa học lớp thay gân đỡ cốt á thì các anh chị đăng ký để mở khí hải nè, nhận khí vào trong cơ thể, sau đó bơm khí ra tay, căng đầy khí trong cơ thể, cái tự nhiên sức khỏe các anh chị đổi. Sau đó trạng thái nội tâm nè, các anh chị giữ trạng thái nội tâm cân bằng hướng dương cộng với thân khỏe, bên cạnh đó dinh dưỡng học, các anh chị ăn uống ngủ nghỉ rồi dinh dưỡng đồ vô để thân khỏe, thì thân mà khỏe cộng với trạng thái nội tâm thì tần số rung động năng lượng của con người mình sao à, nó đổi. Có một số người họ sẽ lấy vật phẩm phong thủy đeo vô nữa, ở chỗ nhà này nhà kia nữa, thì cuối cùng tần số rung động năng lượng tăng cao nữa. Còn người nào đối với trạng thái nội tâm cân bằng hướng dương, tần số rung động năng lượng siêu cao rồi, thì càng đeo vật phẩm phong thủy gì đó thì tần số càng hạ. Hiểu được không ta? Hiểu cái nói không ạ? À? Có nghĩa là người ta thấp, người ta mới lấy cái vật chất nào đó đeo vô để cho nó tăng cao. Nếu trạng thái nội tâm của các anh chị cân bằng mà tần số rung động năng lượng siêu cao thì các anh chị đeo vô thì nó sẽ hạ tần số rung động năng lượng, tại vì tất cả những gì là vật chất thông thường mà thấy được bằng đất, bằng kim loại quý thì đều thấp hết, đều không phải là siêu cao. Hiểu này không ta? Được ha, các anh chị nắm nè. Nắm hang, các anh chị nắm cái này ha. Vậy thì tại sao có một số anh chị vào bước vào môi trường này qua thời gian thì sao à? Bắt đầu thay đổi sức khỏe của mình đi. Tại vì các anh chị đổi tần số rung động năng lượng. Các anh chị đổi tần số rung động năng lượng. Tần số rung động năng lượng mà đổi thì các anh chị thấy thích lắm. Tại vì cái bắt đầu các anh chị khỏe nữa. Tại sao các anh chị, những một số anh chị học ban đầu không hiểu nhiều gì chân, qua học lớp thay gân đổi cốt với sức khỏe, các anh chị quay lại học nội tâm hiểu nhiều hơn. Tại vì mỗi một tri thức nội tâm á, nó sẽ tương ứng với một cái tần số rung động năng lượng riêng của nó. Nhiều khi chúng ta chưa phù hợp với nó nên chưa hiểu nó. Các anh chị rèn luyện thân mà khỏe lên cái tự nhiên sao à, sao bữa nay vô học hiểu gì ta? Là bởi vì thân nó nâng được tần số rung động năng lượng nên tri thức nội tâm nó hiểu. Nên các anh chị càng học á, càng khỏe, càng quay lại học nội tâm càng hay. Có ai để ý này không? Có để ý mình càng ngày càng khỏe, mà học nội tâm thì lại sức khỏe càng khỏe. Tại vì sức khỏe tinh thần và xã hội được thay đổi. Được hen. Rồi. Vậy thì chúng ta hiểu nè, đó là lý do chúng ta cần phải rèn luyện thân thể này. Rồi sau đó chúng ta trạng thái nội tâm mà cân bằng hướng dương thì tần số rung động năng lượng nó sẽ theo chiều hướng cao và siêu cao. Vậy thì tần số rung động năng lượng mà để cao và siêu cao như thế này, nó lệ thuộc vào trạng thái nội tâm, mà trạng thái nội tâm nó lệ thuộc hoàn toàn vào nhận thức nội tâm. Khi con người có nhận thức ở nội tâm về một điều gì đó, thì kết hợp với công đức phước đức mà họ có, công đức phước đức mà họ có, thì nó cho ra trạng thái nội tâm của họ đơn giản để cân bằng hướng dương. Công đức phước đức
nó sẽ ảnh hưởng nhận thức nè, nhận thức nội tâm, nó sẽ ảnh hưởng đến cộng với công đức phước đức, ảnh hưởng đến trạng thái nội tâm, trạng thái nội tâm cộng với thân nó ảnh hưởng đến tần số rung động năng lượng. Được à? Vậy thì khi con người chúng ta tích lũy được công đức phước đức, có được công đức phước đức, thì trạng thái nội tâm của chúng ta sao cả nhà? Đơn giản để có trạng thái nội tâm sao à? Cân bằng và hướng dương. Sau đó tần số rung động năng lượng sao? Người nào có công đức nhiều thì tần số rung động năng lượng siêu cao. Người nào tích lũy phước đức thì tần số rung động năng lượng cao. Nên là người có phước thì đời sống vật chất của họ sao à? Đủ đầy. Người có công thì đời sống tinh thần của họ tốt. Các anh chị công đức á, hiểu ý này không? Cả nhà. Nên để đơn giản hóa cái đời sống của một con người thì chúng ta sao à? Tích lũy công đức phước đức thì chúng ta sẽ thay đổi được cái trải nghiệm cuộc đời của chúng ta, trải nghiệm về nhân sinh, thế giới của vũ trụ, từ đó thay đổi. Nhưng mà nếu bắt nguồn từ cái gốc là nhận thức nội tâm cộng với công đức phước đức nữa thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất tốt những ngày tới nói sau. Nhưng mà góc nhìn của tôn giáo tín ngưỡng tại đây, chúng ta chỉ cần tích lũy được công đức phước đức thì trạng thái nội tâm của chúng ta đơn giản để cân bằng hướng dương, tần số rung động năng lượng sẽ cao và trải nghiệm cuộc sống này nó sẽ thay đổi. Nên người có phước đi đâu làm gì cũng thuận lợi hơn, còn người có công đức thì họ sẽ khai mở trí tuệ. Được không? Các anh chị hiểu cái tại sao trong cuộc sống người ta đánh giá cao người có đức chưa? Người có đức ở đây là gì vậy? Phước đức với công đức đó nghe, chứ không phải có ác đức nghe. Có nghĩa là người ta nói có đức thực chất đó là công đức phước đức á. Đời sống của con người về đời sống tinh thần mà muốn tốt á thì phải có công đức. Còn đời sống vật chất muốn tốt thì phải sao? Thì phải có phước đức. Nên người ta nói cuộc đời của con người mà có công có đức, có công có đức phước đức á, có công có phước. Nếu mình bỏ từ đức đi, nếu mình nói là của con người mình có công có phước thì đời sống của con người mình đủ đầy cả vật chất và tinh thần, là có công đức có phước đức á. Hiểu ý này không ta? Cả nhà, cả nhà hiểu ý này chưa? Nên là ai tích lũy được công đức phước đức thì thuận duyên trạng thái nội tâm của họ từ từ cân bằng hướng dương, thì đời sau sức khỏe tinh thần của họ cũng tốt, từ từ thân khỏe nữa, cái dần dần đủ thời gian thì toàn quan sát xã hội á cả nhà, từ 6 tháng đến khoảng 3 năm thì một con người tích lũy công đức phước đức có khoảng 6 tháng đến 3 năm là đời sống của người đó chuyển đổi toàn diện. Các anh chị dùng 7 bố thí, các anh chị làm 7 bố thí quan trọng của đời người làm. Ngôn thí thì chúng ta học tập thêm cái cách để dẫn dắt con người nhận về sự chân thật nơi chính mình, nó nâng được trí tuệ bậc 3 để các anh chị thuận duyên có công đức. Thì chúng ta thực hành 7 bố thí khoảng cỡ 6 tháng đến 3 năm thì các anh chị sao ạ? Các anh chị sẽ thay đổi toàn diện cuộc sống. Vậy thì các anh chị vào đây, các anh chị cũng đang tọa thí đó, là các anh chị học xong các anh chị thấy chuyển đổi cuộc đời, các anh chị giới thiệu người khác vào đây thì các anh chị có phải cũng đang giúp cho người ta khai mở trí tuệ, nhận được trí tuệ rồi thay đổi về thân, có sức khỏe, có cuộc sống tốt đẹp không? Thì có phải thuận duyên các anh chị cũng đang thân thí, là hành động nhân ái giúp người cộng với tọa thí không? Thì đó là lý do các anh chị sao ạ? Các anh chị thay đổi được cuộc đời từ khi vào đây. Thì các anh chị giúp đỡ toàn để thay đổi được thân này khỏe mạnh, mỗi tế bào nó đều hưởng lợi từ công đức phước đức của mình đó.
thì cứ 6 tháng 50 mấy% nhưng một năm nó khoảng 90 mấy% thai mới. Chúng ta thai mới 3 lần là nó rất là ổn định về thân. Nên là các anh chị khoảng 3 năm bám sát vào môi trường rèn luyện của chúng ta. Các anh chị bám sát môi trường khoảng 3 năm là đời sống các anh chị thay đổi khủng khiếp. Có khoảng 3 năm thay đổi nhận thức về nội tâm cộng với tích tạo công đức phước đức, sau đó làm rõ những gì mình mong muốn thì đời sống chúng ta thay đổi lớn. Được không? Đồng hành có khoảng 3 năm không? Đồng hành 3 năm. Bám sát môi trường học tập rèn luyện sức khỏe về nội tâm và mọi cái khoảng 3 năm. Được không? 3 năm các anh chị nói thời gian cũng nói ngắn thì không ngắn, nói dài không dài, nhưng đủ thời gian để thay đổi đời người á cả nhà. 6 tháng thì tế bào trong cơ thể nó thay mới cũng khoảng 5 mấy%, nên 6 tháng là đã có dấu hiệu thay đổi rồi. Các anh chị học tập mỗi tháng đều học, các anh chị học liên tục 6 tháng. Các lớp học gì của Quýt, các anh chị đều tham gia, từ thể chất đến các lớp học khác các anh chị tham gia. Thì nếu các anh chị học với một sự an vui, bao dung và trân trọng biết ơn thì toàn khẳng định đời chúng ta chắc chắn sẽ đổi. Không nói nữa, nhất định. Nhưng mà như vậy thì tế bào nó chưa thay mới toàn bộ, nên tế bào nó chưa thấm được cái trạng thái năng lượng của mình á. Chưa thấm được hết cái tinh túy đó. Hết một năm nó mới bắt đầu thay mới toàn bộ, hầu như là toàn bộ, 90 mấy%. Cái bắt đầu 3 năm thay mới thì mỗi tế bào nó đều thừa hưởng cái tinh túy này. Thì lúc đó các anh chị đổi. Một năm hình như tới 98-99% thay mới á. 3 năm là thay mới toàn bộ cơ thể thì tự nhiên sức khỏe đổi. Toàn mở quyết tới thời điểm này thông báo với các anh chị là khoảng 3 năm. Nếu ai nhìn toàn ngày đầu tiên tới ngày bây giờ thì các anh chị sẽ thấy toàn đổi về diện mạo với mọi cái khác lắm. Các anh chị có thấy toàn thay đổi khác không? Khác so với trước đây không? Các anh chị tham gia mentor đi. Thì trong mentor các anh chị rèn luyện thể chất rồi mọi cái còn khủng nữa. Khác, các anh chị thấy nếu ai gặp ở bên ngoài thấy toàn trẻ hơn so với thời mà toàn vợ chồng son á. Trong vợ chồng son tập 227 á, các anh chị thấy trẻ hơn đúng không? Các anh chị thấy trẻ hơn so với vợ chồng son 7 năm trước, 8 năm trước không? Cái đó là vợ chồng son là có khoảng cỡ 7, 8 năm trước rồi đó. Biết ơn các anh chị. Trẻ hơn cái lấy hàng khí nữa hả? Hình như toàn có nhiều cái hướng dẫn hay sao? Chị hồi sáng là tên Thu Ba hả? Chị nói sáng nay gặp thầy trẻ đẹp nè, da căng bóng sáng bệnh nè. Biết ơn chị. Khoảng 3 năm cả nhà. 3 năm. Chăm sóc sức khỏe tinh thần, sức khỏe xã hội và sức khỏe thể chất. Để thay đổi trạng tần số rung động năng lượng. Dạ. Chị Giao Lê Ngọc nói là đi 10 lần tâm y dung chưa gặp thầy à.
Vậy thì chúng ta hiểu được tầm quan trọng của công đức phước đức chưa cả nhà? Công đức phước đức nó hỗ trợ cho chúng ta, được chưa? Được ha. Được nghe cả nhà. Rồi. Các anh chị Phan hả thắc mắc. Các anh chị Phan hả thắc mắc bất kỳ gì hết á. Ngày mai chúng ta học thêm. Các anh chị dồn lại thắc mắc một lần cho Toàn. Tại vì ngày mai thêm đủ khái niệm nữa các anh chị hả hỏi. Lúc đó sẽ các anh chị sẽ rõ hết luôn à. Còn bữa nay các anh chị giúp đỡ Toàn hiểu góc nhìn công đức phước đức là tác động tới đây. Ngày mai chúng ta hiểu công đức phước đức cộng với tổng nghiệp nó tác động như thế nào nữa. Thì lúc đó các anh chị sẽ trả lời được mọi loại câu hỏi của các anh chị và tầm quan trọng của công đức phước đức đối với chúng ta. Bữa nay mới hiểu công đức phước đức nó tác động đến trạng thái nội tâm, ảnh hưởng đến tần số rung động năng lượng thôi, nó chưa đủ độ. Ngày mai mới hiểu được công đức phước đức kích hoạt tổng nghiệp kiểu sao nữa. Thì lúc thời điểm đó các anh chị mới hiểu vai trò của công đức phước đức. Thì lúc đó mới hiểu được cái này. Còn bây giờ các anh chị đừng hỏi nhiều quá, nó làm cho đầu óc mình nghĩ tới cái nghi vấn nó không phù hợp á, nó làm cho mình không có đủ cái nhận thức hết. Nên các anh chị giúp đỡ Toàn, bây giờ tối nay là một buổi chúng ta hiểu được những cái gì ảnh hưởng đến phước đức công đức và tại sao phước đức công đức phước đức quan trọng vậy. Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến tần số rung động năng lượng của chúng ta. Nếu người nào có công và có phước thì tần số rung động năng lượng sẽ cao và xa siêu cao. Nếu ai luân chuyển được trạng thái tần số rung động năng lượng cao và siêu cao, luân chuyển phù hợp, hay có nói cách khác là trạng thái nội tâm cân bằng hướng dương phù hợp, thì trải nghiệm nhân sinh thế giới và vũ trụ của người đó rất tốt, đặc biệt là trải nghiệm nhân sinh. Công đức phước đức giúp cho con người trải nghiệm nhân sinh tốt lắm. Ngày nào mà các anh chị, ví dụ đơn giản thôi, các anh chị có thể giữ được trạng thái nội tâm là an vui và trân trọng biết ơn, thì theo các anh chị lúc đó chúng ta thấy con người thấy sao? Cả nhà, nếu chúng ta an vui, chúng ta trân trọng biết ơn, thì các anh chị nghĩ chúng ta quan thấy con người thấy sao? Thấy chồng, thấy vợ thấy sao? À, đó, trạng thái nội tâm đó. Những ngày tới chúng ta sẽ hiểu cân bằng hướng dương là gì. Cụ thể cân bằng là trạng thái an vui, còn hướng dương là trạng thái trân trọng biết ơn. Thì chúng ta sẽ cụ thể cái tâm thái của con người ra luôn. Và tại công đức phước đức nó quan trọng kiểu sao tác động, thì lúc đó chúng ta tự khắc hiểu à. Và ngày mai nữa là một ngày siêu quan trọng đối với nhận thức này. Đó là các anh chị hiểu về nguyên lý hoạt động của tiềm thức, hiểu về khái niệm thời gian kiểu sao. Rồi các anh chị sẽ hiểu sâu sắc tầm quan trọng của công đức phước đức đối với cuộc đời của mình. Bữa nay hiểu được một khía cạnh thôi, đó là công đức phước đức ảnh hưởng đến tần số rung động năng lượng của chúng ta, được chưa? Nó quyết định trải nghiệm của chúng ta về nhân sinh, thế giới và vũ trụ. Còn ngày mai chúng ta sẽ hiểu công đức phước đức nó giúp cho chúng ta kích hoạt những cái nghiệp thức tốt, nghiệp duyên tốt, nghiệp quả tốt kiểu sao. Để từ đó trở đi chúng ta sẽ biết được là tầm quan trọng của nó, rồi sau đó quản trị làm sao để bảo vệ nó và tích tạo nó nữa, thì trong thời gian ngắn chúng ta đổi cuộc đời. Được không? Được không cả nhà? Vậy ha. Thì Toàn sẽ mở Zoom và mở tiếng cho các anh chị, cái chúng ta chào nhau. Chúng ta Cảm ơn thầy. Biết ơn thầy. Con vẽ gì vậy con gái? Con gái vẽ hay con trai vẽ? Nè. Chúc cả nhà luôn.
Ở nhà nè, đang vẽ hình gì nè? Trời ơi, tưởng đâu vẽ gì, tưởng vẽ siêu nhân chứ. Đã nha, tôi học. Cả nhà nào cũng đang học. Đây, thầy cô Nguyên này. Cô Nguyên hả? Cô Nguyên với bạn nhỏ hả? Dạ. Cả nhà vào học thích quá. Thầy ơi, cả gia đình học. Tôi có đời xanh, tôi có đời. Tôi có đời xanh. Tôi có đời. Đây, con gái cho thầy kết quả. Thầy, cho thầy bà. Gia đình của Sang Sang cũng học hết luôn nè. Đây, đăng ký ra. Cảm ơn thầy, cảm ơn cả lớp. Gia đình học quá trời. Chào thầy, chào cả nhà. Đây là của con gái đấy. Con gái với chị đó hả? Con gái vẽ gì đó? Con gái. Gia đình của Khánh Trân cũng đang học ở đây nè. Rõ hình ra quả đây. Rõ hình là. Bye bye cả nhà. Dạ. 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 Dạ